Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em, hàng vừa về xong nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo những số line em đang ghi trực tiếp hình nhá. Đấy, liên hệ trực tiếp theo hai số line em đang ghi bên dưới hình này. Đấy, gọi điện trực tiếp để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Và lưu ý em là hóa đơn em trên 200k nhá. Đấy, cứ trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra và thanh toán nhá. Rồi, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Và một số lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác mua hàng thì các bác nhớ xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm cũng như là giá cả trước khi mua hàng. Và thứ hai là các bác đã gọi điện chốt đơn rồi thì không nhắn tin lại. Và các bác đã nhắn tin chốt đơn rồi thì không gọi điện lại, tránh tình trạng là shop lên trùng đơn luôn nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn các bác hàng, đó là dòng đá cắt của thương hiệu Kabushi Japan này. Lên mã em sẽ là đá cắt của Kabushi Japan nhá. Đấy, cái này thì bên em sẽ có bán lẻ theo viên và có bán theo cả hộp thì em sẽ đi báo giá luôn. Hàng này hàng chuẩn chính hãng của Kabushi Japan, dòng đá cắt đỏ, dòng này thì đá cắt sẽ là dòng đá cắt một tấc nhá. À, kích thước sẽ là 107 x 1.2 và x 16 này. Đấy, hàng rất là xịn, chất lượng luôn. Hàng vẫn nguyên hộp của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, các bác dùng đá này cắt thì rất ok rồi. Cắt sắt, cắt inox các thứ, cắt đồ kim loại rất ok luôn. Đấy. Dòng đá cắt rất là dai mà không bị văng. Đấy, cực kỳ xịn. Dòng đá cắt đỏ là dòng một trong những dòng dòng xịn nhất rồi. Đấy, trong dòng đá. Nó phân biệt theo màu mà. Đấy đây. À, bên em sẽ bán theo viên và sẽ có bán theo hộp các nhá. Bán theo viên và bán theo hộp. Đấy thì tùy nhu cầu các bác có thể mua lẻ theo viên hoặc là mua theo hộp. Đấy. Hiện tại thì bên em đang bán lẻ một viên như này với giá sẽ là đi 6k một viên nhá. 6k một viên. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên. Đấy, 5 viên trở lên nhá. Đấy thì bên em mới bán. Còn nếu lấy ít quá thì bên em không bán đâu vì giá rất là rẻ rồi. Giá này ở đây hiện tại đang bán chỉ có 6.000 thôi. Đấy, combo cho 5 viên đã cắt sẽ là 30k. Đấy là các bác lấy lẻ là 5 viên một nhá. Đấy, 5 viên một thì sẽ là 30.000. Thì bán lẻ đang bán là 6.000 viên mà. Đấy, 6.000 viên đá một tấc nhá. Và nếu các bác có nhu cầu mua nhiều mua cả hộp thì bên em sẽ có giá tốt hơn. Đấy, nếu mà có nhu cầu mua cả hộp thì giá sẽ là đi 220k. Đấy, và bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy, nếu các bác có nhu cầu mua cả hộp nhá. Cả hộp thì giá sẽ cực kỳ tốt luôn. Cả hộp thì tính ra vào giá rất là rẻ luôn đấy. 220.000 hộp và bao ship đến tận nhà luôn các nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, làm hộp đa cắt như này. Một hộp này của nó là đi tổng là đi 50 viên các nhá. Một hộp này tổng là 50 viên này. Đây, một hộp là được 50 viên này. Đấy thì sẽ là 220.000 hộp và bao ship tận nhà luôn. Ở đấy là một hộp đá cắt của Kabushi Japan là 220k bao ship tận nhà. Còn nếu các bác lấy lẻ một viên thì giá của nó sẽ là 6k một viên nhá, 6.000 viên. Đấy, 6k một viên. Thì yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên nhá. Yêu cầu nhớ các bác giúp em là lấy từ 5 viên trở lên. Vì giá rất là rẻ rồi. Đấy là dòng đá cắt mình đang gửi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là cái dòng bơm hơi, máy hơi mini. Lên mã cho em xem cái con máy hơi mini này. Cái con này thì cũng thứ nọ bán rất là nhiều. Đấy, máy hơi mini. Rất là chất lượng luôn. Về các bác sử dụng để bơm xe, bơm cộ các thứ, bơm đồ. Đấy, nói chung là con này bơm ô tô thứ thoải mái cho em luôn nhá. Bơm ô tô thứ thoải mái cho em luôn. Hàng này thì hàng của Đài Loan. Đấy, nhưng mà chất lượng cực kỳ ngon luôn đấy. Bơm vào rất là nhanh và rất là khỏe luôn. Đây, một con máy hơi này cực kỳ xịn luôn. Sử dụng nguồn 220 nên là nó rất là dễ dùng. Đấy, về dùng điện Việt Nam là ok rồi. Hàng đóng gói rất kỹ luôn này. Đó. Máy hơi mini nhá. Đấy, thiết kế thì nó dạng như kiểu một con máy hơi bình thường là các bác hay nhìn là ở những cái quán sửa xe máy các thứ giờ là người ta có những cái con máy hơi to thì con này nó là thiết kế dạng máy hơi thu nhỏ mini đi. Nhưng mà công suất của nó các thứ chức năng bơm nó y như con kia luôn. Đấy, nó phần tay cầm xách đi sẽ rất tiện này. Đây là cái buồng hơi này, còn đây là cái motor nhá. Con này thì 100% hàng sẽ là hàng lõi đồng. Đấy, 100% hàng là hàng lõi đồng nhá. Đấy, hàng lõi đồng này. Đấy. Hàng lõi đồng cực kỳ xịn luôn. Bơm ô tô tiếc các thứ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, bơm ô tô thoải mái. Bơm ô tô thì nếu mà bơm đã bơm ô tô rồi thì cứ yên tâm là bơm xe đạp xe máy thì nó là quá bình thường rồi. Hàng này thì hàng của Đài Loan nhá, made in Taiwan này. Đấy, về cái công suất điện năng nếu sử dụng là AC220. Công suất của nó sẽ là 35 lít trên phút này. Đấy, và 35 lít trên phút. Đấy. Nói chung là những cái thông số nó rất là cơ bản thôi. Đó. Buồng hơi thứ nhá. Con này nó có tích hợp cả đồng hồ đo suất luôn thì đây. Em sẽ cắm và test cũng như là áp suất và cái chức năng bơm nó để cho bác coi luôn nhá. Đấy thì về các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 này. Đấy, và bên hông của nó thì nó sẽ có là một cái nút này là cái nút ấy nhá, nút bật tắt này, còn cái này là cái cầu chì nhá, cái cầu chì. Đấy, cái cầu chì đó, cái cầu chì đó, còn đây là cái nút bật tắt, các bác dùng rất là dễ thôi.
cắm điện sau đó các bác bấm cho em thôi. Đấy, bấm máy chạy là cứ thế thôi. Con này chạy khá êm và lượng hơi cho ra rất là đều. Đấy, lên đến khoảng tầm 15 lít một phút nên là nó ra rất là đều và rất là khỏe nha. Đây em sẽ ép hơi bác xem luôn này. Ép hơi bác coi luôn nhá. Em bật máy này. Bật máy nhá. Đây em ép hơi này, các bác nhìn đồng hồ này. Đấy, thấy không? Các bác nhìn đồng hồ không? Đấy, các bác thấy kim đồng hồ bắt đầu nó quay chưa? Ép hơi rất tốt luôn nhá. Đây còn một cái thí nghiệm nữa, đây em sẽ test bác xem luôn. Đây em có một cái túi bóng nha, nó xẹp nhá. Đấy, đây. Em sẽ cho nó xẹp đi, sau đó là em sẽ bơm hơi nó vào để các bác nhìn xem là lượng hơi nó đẩy vào như nào nhá. Nó đẩy vào rất là nhanh luôn. Đấy, cái này như kiểu là một cái phao này đây. Bật máy này nhá, bật máy này. Đó, đây không? Các bác nhìn bắt đầu nó phồng lên này. Đấy, bắt đầu nó phồng lên này. Đó, thấy không? Nó phồng lên nhá. Đó, thấy không? Nó phồng lên này, phồng lên rất là nhanh luôn này, căng đét luôn này. Đấy. Căng đét luôn nhá. Đấy. Đấy em tiếp tục ép này. Đấy. Đó, cái này túi thì hiện tại đang bị thủng nên nó sẽ bị ra hơi. Còn nếu không bình thường mà các bác để không ấy mà túi nó kín nó sẽ nổ túi luôn đấy, nó ép rất là căng. Ép hơi rất là căng. Nói chung là bơm xe đạp, xe máy, ô tô, các thứ là các bác dùng gia đình này. À, các bác thợ thuyền ví dụ như là những cái quán sửa xe nhỏ nhỏ ấy, mình mua những cái máy kia đôi khi nó tốn kém thì mua con này cũng được, về bơm nó ok rồi. Đấy. Máy rất chắc chắn nhá, hàng motor lõi đồng cực kỳ xịn. Hàng của Đài Loan yên tâm về chất lượng đi, dùng chất lắm. Rồi, lên mã em sẽ là sản phẩm là máy hơi mini nhá, máy hơi mini. Bên em đang bán một cái con máy hơi mini này với giá sẽ là đi 480.000 một cây nhá, 480.000. 480k và bên em bao ship tận nhà luôn nhá. Giá rất tốt luôn đấy. 480.000. Đấy, 480k. Đấy, 480k và bao ship tận nhà luôn. Đấy, giá tốt, sản phẩm sẽ là máy hơi mini nhá. Lên mã em sẽ là máy hơi mini 480.000 một cây. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn luôn nhá. Hàng này thì dùng cực kỳ chất lượng đi. Bộ mũi khoan đa năng nhá. Đấy, hàng rất chất, hàng bãi Nhật, xịn cực kỳ luôn. Bộ này thì bên em sẽ bán theo bộ nhá. Một hộp sẽ gồm có là 2 4 tổng là 5 mũi này. Phần đầu mũi sẽ là phần đầu thiết kế dạng tên lửa nên là khi mà các bác khoan là nó không bị sợ nó bị trượt mũi này, nó chạy mũi này coi như nè. Đấy, phần đầu mũi sẽ là đầu tên lửa nhá. Đấy, các bác khoan nó không bị trượt mũi chạy mũi. Rất là xịn luôn. Đó. Cái chân này sẽ là chân lục giác để các bác về các bác lắp vào như máy khoan pin các thứ là ok, máy khoan pin, máy khoan điện là rất là dễ lắp rồi, chân là chân phổ thông nhá. Một bộ này thì sẽ gồm có cho bác là tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Thì đây. Nó sẽ gồm có là 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 nhá đây. Cuối cùng là 2 mũi 6 này, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10 này và 1 mũi 12. Đấy thì tổng sẽ gồm có là 5 mũi nhá. 5 mũi. Đấy, 5 mũi. 5 mũi đấy coi nhá, 5 mũi với giá thì em báo giá luôn 130k nhá, 130.000 cho một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhài, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó. À, đây em giới thiệu luôn về cái ưu điểm của sản phẩm này thì nó là cái dòng đầu mũi tên lửa nên khi mà các bác khoan ấy là cái độ chạch của nó là không có đâu. Đấy, các bác khoan là các bác cứ nhấp cho em là cái đầu tên lửa nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, ví dụ đặc biệt ví dụ là các bác khoan những cái đồ mà nó dễ trơn trượt, ví dụ như là gạch men chẳng hạn này. Các bác dùng những cái mũi truyền thống ấy, là cái đầu của nó sẽ bè nên là khi mà các bác khoan nó rất là dễ bị trượt mũi nhá. Như con này là khoan là các bác cứ ngắm đúng mũi, đúng cái chỗ khoan này em, sau đó các bác nhấp. Đấy, nhấp đều bắt đầu là nó gọt vào nhá. Nó gọt và rất là sắc và nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, khoan đều tay nó vào rất là ngọt và rất là dễ khoan. Con này các bác khoan đa năng cho em, khoan các loại vật liệu, gỗ, nhựa rồi là khoan bê tông, khoan gạch men, khoan sắt, khoan chiếc các thứ cho em, khoan hết luôn nhá, khoan đa năng mà. Đấy. 130.000 một bộ này. Đấy, các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng quá ok luôn. 5 mũi nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. 130.000 một bộ nhá, 130.000 bộ. Sản phẩm bình xịt nhớt bên shop hàng tiếp tục về của bác nhá. Bình xịt nhớt hàng của Kabushi Japan này. Nói chung là gia đình các bác sử dụng nên có mỗi nhà một chiếc nha. Đôi khi các bác giờ dùng rất là cần này. Các bác dùng để xịt dầu, xịt nhớt vào xích xe các thứ máy móc này, rồi là các bác thợ thuyền, thợ sửa xe, sửa cộ này, hoặc là các bác máy may này dùng một con này rất là tiện luôn nhá. Cái bình xịt nhớt này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Hàng nhãn hiệu Kabushi Japan này, rất là xịn luôn. Và cái con này rất là hay đấy, cái phần đầu các bác nhìn này. Đấy, nó có thể là uốn éo đi các hướng nhá. Đấy, những cái phần vị trí góc khuất mà các bác không thể nào lách bình thường để thẳng nó vào lách được. Các bác phải uốn cong lên để các bác lách vào thì các bác con này nó hỗ trợ bác cái đầu vòi rất là hay. Đó, và tay bóp này. Tay bóp rất nhẹ nhàng và lượng cái lực phụt của nó rất là mạnh. Đấy, lực phụt rất là mạnh nhá. Đấy, mà giá thì hạt rẻ lắm. Đợt này thì bên em đang sale sập sàn luôn. Giá bữa trước thì đang bán là 8.000 đấy, đợt này đang giảm giá chỉ còn có 40k thôi. Lên mã em sẽ là bình xịt nhớt nhá. Đấy, bình xịt nhớt cái đầu uốn dẻo luôn nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, tay xịt về các bác mở ra, sau đó là các bác châm dầu, châm nhớt vào trong này cho em và các bác xịt thôi, rất dễ dùng. Dung tích một bình này là 250ml.
giá đang bán là 40.000 một bình thôi nhá, 40k cho một chiếc bình xịt nước, một chiếc bình xịt nước này 40k thôi nhá. Giá hạt rẻ, sản phẩm chất lượng hàng hãng của Kawasaki Japan. Một số món đồ về đồ gia dụng nhà cửa này thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái hộp bàn chải vàng 8 cây nhãn hiệu thương hiệu con vịt Goodluck này, một trong thương hiệu chuyên về đồ gia dụng rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Đó, một hộp này là sẽ gồm có là 8 cây bàn chải nhá. Đấy, người lớn người già chị em dùng hết luôn. Đó, 8 cây bàn chải. Lông thì rất là mềm luôn. Đấy, nhiều bác hỏi lông cứng không, lông bao dùng bao xài luôn, các bác đánh thoải mái, lông cực kỳ mềm nhá, lông mềm lắm. Đấy, lông rất là mềm này. Đó, lông mềm. Và con này nó thích hợp luôn bác là một cái phần cạo lưỡi nhá. Đó, thích hợp luôn cả phần cạo lưỡi luôn nên khi bác sử dụng rất ok. Đấy, có cả cạo lưỡi này, có cả phần đánh răng này. Dùng cho trẻ em, người lớn là dùng được hết luôn. Đấy, chắc chắn và chất lượng. Giá thì hạt rẻ lắm. Bên em đang bán một cái hộp bàn chải vàng 8 cây này với giá thì chỉ có 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Đấy, hàng hãng luôn, xịn cực kỳ. Lên mã anh em sẽ là hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây. Hộp bàn chải vàng này, đấy, bàn chải vàng 8 cây nhá. Giá sẽ là 40k. Đấy, giá chỉ có 40k thôi. Vừa có phần bàn chải răng, vừa có phần đầu cạo lưỡi luôn nhá. Đấy, vừa có phần đầu cạo lưỡi luôn, xịn cực kỳ luôn đấy. 40.000 một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái hộp viên tẩy lồng giặt này. Lên mã em sẽ là cái hộp viên tẩy lồng giặt, một hộp này là 12 viên về để các bác tẩy lồng giặt nhá, hàng của Nhật, xịn chất lượng. Đó, một hộp này 12 viên thì các bác dùng cho em cả năm luôn. Đấy, bác nào ví dụ như là lâu không dùng thì mình có thể là cho em đậm đậm tay chút, khoảng tầm 3-4 viên một lần đầu đi cho nó sạch sẽ đi, sau đó là từ lần sau thì các bác cứ cho em từ 1-2 viên. Đấy, ví dụ như là các bác tẩy một tháng một lần thì mình dùng một viên một nữa. Đấy, thì đây nó sẽ là dạng viên như này. Thì cái sản phẩm rất là dễ dùng thôi. Đấy. Về thì ở máy giặt bây giờ là hầu như là nó cũng có cái chế độ là vệ sinh lồng giặt ấy, thì các bác cứ chỉ việc là bóc cho em ra, sau đó các bác thả trực tiếp vào bên trong lồng giặt và các bật cho em là chế độ lồng giặt, sau đó là đóng nắp vào là nó sẽ tự động nó kết hợp với cái viên này, nó sẽ tẩy sạch những cái cặn bẩn lâu ngày mà nó kết ở trong cái lồng giặt của bác nhá. Đó, thì rất là dễ dùng mà nó sạch lắm. Các bác cứ thử đi. Dùng các bác đảm bảo là ok cực kỳ luôn, thì em test rồi mà. Đấy, nó sục hết những cái cặn bẩn ra và khi mà nước nó thải ra nó đen ngòm luôn, dùng thích cực kỳ luôn nhé. Rồi lên mã em sẽ là hộp viên tẩy lòng giặt, một hộp là 12 viên. Đấy, một hộp là 12 viên với giá sẽ là đi 20.000 đúng không nhá, 20k thôi. Đấy, hộp viên tẩy lòng giặt 12 viên giá sẽ là 20.000 một hộp nha. Đấy, 20k một hộp nhá. Cái này các bác cứ tẩy xong nó sạch bong kinh kít luôn, dùng thích cực kỳ. Một trong những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chánh của mình đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vô trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lòng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3-5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1-2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lòng giặt sẵn rồi cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời ơi, kết quả sạch bong kim kít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi. May quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, giặt cực kỳ, tẩy cực kỳ sạch luôn nhá. 20.000 hộp viên tẩy lòng giặt nha. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn các hàng, đó là cái hộp tẩy này. Nhưng mà cái dòng đó là cái dòng tẩy chuyên cho bác tẩy xoong nồi nhá, chuyên cho bác tẩy xoong nồi, tẩy đa năng các kiểu các loại luôn. Dùng hay lắm. Con này nó là dạng kem. Đấy, dạng kem nhá, một hũ này thì đầy ự luôn, dùng thoải mái đi. Đó. Nó là dạng kem tẩy thì về các bác phết cái kem này trực tiếp vào cái chỗ mà các bác cần tẩy, ví dụ xoong nồi các thứ là nó bị nhọ nhất là các bác tẩy nhá. Các bác dùng cái búi cọ sắt ấy, sau đó các bác cọ đi. Đấy, cọ kết hợp cùng với cái bột này các bác cọ sạch cực kỳ luôn. Đó, cái này anh em cũng đã test rồi mà dùng ok lắm. Đó, giá thì hạt rẻ cực kỳ luôn. Bên em đang bán một cái hũ hộp viên tẩy xong nồi đa năng này với giá là chỉ có là đi 20k thôi nhá. Lên mã anh em sẽ là hộp tẩy xanh. Đấy, hộp tẩy xanh này. Hộp tẩy xanh. Giá sẽ là 20k cho một cái hộp tẩy xanh này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. Dùng thích cực kỳ luôn, sạch sẽ ok luôn nhá. Xong nồi cái thứ sạch sẽ ngon này luôn. Đây các bác cùng xem một tí video test về sản phẩm này. Tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2-3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ui nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui nó thực tế về sản phẩm nhá, tẩy cực kỳ sạch luôn. Giá bây giờ đang bán một hộp tẩy xanh, tẩy xong nồi nha, với giá là 20.000 một hộp nhá, 20.000 một hũ. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái bóng đèn 4 cánh này. Lên mã em sẽ là bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 4 cánh dùng thích cực kỳ luôn. Đó. Bóng đèn 4 cánh công suất của nó thì em báo luôn, công suất sẽ là 100W nhá. Đấy, bóng công đây.
công suất sẽ là 100W này, và nó sử dụng sẽ là dòng đuôi xoáy nên là về bác dùng những đuôi phổ thông thì mình rất ok rồi. Và nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Đây, đấy, sẽ gồm có nó 4 cánh nhá. 4 cánh nhá, 4 bên này. Đấy, và có một cái phần hình tròn ở giữa là nó cũng sáng luôn nhá. Đấy, sáng cực kỳ luôn đấy các bác, những cái không gian rộng ở ngoài sân các thứ, nhà rộng thì các bác lắp cho em quả này là rất là hợp lý này. Công suất nó 100W và sử dụng điện 220. Đó. Hàng bóng mới sản xuất tháng 6 2023 luôn nhá. Hàng mới luôn đấy, hàng mới sản xuất luôn đấy. Xịn mà chắc chắn lắm, cầm một con bóng chắc nịch luôn. Đấy. Nó làm nó chất lượng mà giá hợp lý thôi, giá cực kỳ tốt luôn. Đợt này bên em đang gửi bác một cái giá siêu siêu hạt rẻ luôn đấy. Con này nếu mà những cái năm trước mà em đang bán ấy, con này mà đợt nó hot ấy thì hiện tại đang là đi 170 đến 150. Đấy, nhưng mà đợt này đang giảm chỉ còn có 90.000 thôi. 90k nhưng mà bóng vẫn rất là chất lượng. Nhà em đang dùng có những cái quả này chắc khoảng tầm là gần 2 năm rồi nhưng vẫn rất là sáng nhá. Dùng vẫn rất là thích luôn. Lên mã em sẽ là bóng đèn 4 cánh nhá. Bóng đèn 4 cánh này. Đấy, bóng đèn 4 cánh 90k, bền, chất lượng và nó sáng nhá. Dùng gia đình các thứ quả này là hợp lý này. Đấy, quả này hợp lý này. Đó, ánh sáng vừa đủ để các bác sinh hoạt mà cái công suất nó điện nó tiêu thụ cũng vừa phải nhá. Mà giá là hợp lý đó, chỉ có 90.000 thôi. Bóng đèn 4 cánh, sử dụng dòng chip LED siêu sáng tiết kiệm điện nhá. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo các bác có thể mua cái đuôi này về để các bác kết hợp, các bác lắp với những cái bóng đèn nhà mình nhá, rất là tiện luôn. Cái đuôi này rất là hay là nó sẽ có tích hợp về luôn về cái phần công tắc bật tắt này, nghĩa là các bác dùng bật lên không dùng tắt đi, nó có cả công tắc này luôn. Và đây cái phần đầu cắm nó có cả luôn này. Và cái phần lò xo nó dẻo, các bác có thể là uốn éo các hướng nhá. Đấy, uốn éo các hướng này, làm sao để cho nó phù hợp về là được này. Đấy, uốn các hướng nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, hợp lý vô cùng luôn nhá. Tiện ok. Đó đây về các bác chỉ việc xoáy cái bóng ở đây, sau đó cái này cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác dùng. Nhớ cho nó bật công tắc lên. Đấy, đèn nó sáng, tắt công tắc đi đèn nó tối, có thế thôi. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi sẽ là đuôi xoáy. Đấy, dùng tiện cực kỳ luôn nhá. Lên mã em sẽ là đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Bên em đang bán một cái đuôi đèn lò xo này với giá sẽ là đi 40.000 một cây. 40k nhá, 40k. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá. Giá bên em đang bán là 40.000 cho một cái đuôi đèn lò xo này. Về dùng tiện lắm. Về cái này nó thích hợp như là các bác di động, các bác mang đi những cái chỗ nào nó tối các bác cắm để bổ sung ánh sáng mà. Đấy, hoặc là sử dụng trong nhiều việc quá nhá. Sản phẩm hộp trầm hương các bác nhá, hộp trầm hương rất là thơm luôn. Về các bác đốt phòng, đốt nhà các thứ này. Đó, đốt bàn bàn thờ rất là ok. Một cái túi này thì nó được khoảng tầm hơn 100 vòng nhá, mà một vòng đốt được lâu lắm, một vòng đốt được khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng luôn. Đó, đốt cực kỳ lâu và mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng dùng thích cực kỳ luôn. Đó. Và anh em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40k một hộp nhá. Lên mã em sẽ là hộp hương trầm. Đấy, hộp hương trầm. Bên em đang bán với giá sẽ là 40k một hộp nhá. 40k. 40.000 thôi nhá. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm. Đấy. Hộp hương trầm nhá. 40.000 cho một cái hộp hương trầm nhá. Sản phẩm khay úp cốc mạ vàng nhá. Sản phẩm khay úp cốc mạ vàng này em báo giá luôn. Bên em đang bán là 90.000 một chiếc này. Đấy, khay úp cốc mạ vàng rất là chất luôn này. Con này thì nó mạ vàng. Và bên dưới thì nó sẽ có là một cái đĩa đi kèm. Đấy thì khi ví dụ là các bác úp cái cốc xuống thì cái phần nước nó sẽ chảy xuống cái phần khay này, thì lúc nào các bác muốn vệ sinh thì bác gỡ nó ra. Đấy, sau đó các bác vệ sinh. Đấy, sau đó là vệ sinh xong là các bác lại lắp vào. Và cứ thế là các bác úp cốc vào là dùng thôi, rất là tiện nhá. Con này các bác để phòng khách này, phòng uống nước này, bàn uống nước các thứ này nhìn nó sang, nhìn nó đẹp chất lượng này. Một cái khay này các bác úp được cho em là 2, 4, 6 cái cốc nhá. Và có cái phần quai sách để các bác có thể mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, mang di chuyển từ phòng khách này sang phòng nọ phòng kia các thứ này, sách mang đi mang lại rất là tiện. Một khay đã úp được 6 cốc nhá. Đấy, úp được cốc dài em thoải mái nhá. Cái này nó về phần chiều cao nó chắc là phải dài đến khoảng tầm, cái phần úp này nó phải dài đến khoảng tầm 15 cm đúng nhá, 15 cm đấy. Đấy, úp được cốc dài thoải mái cho em luôn. Khay úp cốc nhá. Lên mã em sẽ là khay úp cốc. Bên em đang bán một cái khay úp cốc này với giá sẽ là 90k nhá, 90.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng đó là cái con máy xay mini này. Lên mã em sẽ là cái con máy xay mini nhá. Đấy, con này gì dùng thì rất ok nhá. Đấy, về bác xay thịt, xay cá, xay rau củ quả, xay những cái đồ nhà mình nhá, dùng tiện lắm. Đó, đây, con máy xay mini dùng thích cực kỳ luôn. Về bác xay tỏi, con này nó là chạy bằng pin nên là dùng rất là tiện, hết pin thì các bạn lại cắm sạc vào, thì đi kèm thì nó sẽ có là một cái cọng dây cáp sạc này. Thì khi mà về dùng thì các bác cắm một cái nguồn 5V 2A, các bác có những cái có cái củ sạc điện thoại này mình các bác cắm sạc vào cho con này ok. Đấy, đây, cắm sạc vào đây. Đấy, pin có cắm sạc đây là dùng thôi nhá. Đấy, và đây là nút bấm này. Đấy, máy chạy khá là êm và rất là khỏe nhá.
Con này các bác xay rau củ quả, xay cà rốt các thứ ok, xay ớt xay tỏi cực kỳ ngon luôn. Đấy các bác mở ra. Sau đó là các bác để những cái đồ các bác cần xay vào đây. Đấy, để cái đồ các bác cần xay đây. Và các bác đậy nắp này vào, lắp cái cối là các bác bấm nút là dùng thôi, dùng tiện cực kỳ. Và hàng này là hàng ba lưỡi nhá. Hàng ba lưỡi thì khi bác xay rất là nhuyễn và đều. Đấy, hàng ba lưỡi. Đó, cực kỳ chất lượng luôn này. Đó, dễ dùng, dễ sử dụng và dùng nó ok. Đấy, tiện, tiện nha, không cần phải dây dạo lằng nhằng. Nó chạy pin mà, không cần phải dây dạo lằng nhằng. Thì hết pin các bác cứ sạc vào là dùng thôi, tiện lắm. Đấy. Giá anh em đang bán một cái máy xay mini này với giá là đi giá là 80.000 một chiếc nhá, 80k. Lên mã em sẽ làm máy xay mini này, máy xay mini, xay tỏi xay ớt. Máy xay mini. Giá sẽ là 80.000 thôi, 80k nhá. Con này bữa trước đang bán 100.000 đấy, đợt này đang giảm giá rất là dễ mua luôn, chỉ có 80.000 thôi. Đây các bác cùng xem thực tế video về em test sản phẩm thực tế này. Đây các bác cùng xem này. Bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Đây xay tỏi là nhuyễn nha. Cái này mà bằng bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay luôn là cà rốt nhá. Đấy các bác cùng xem xay cả cà rốt xem nó nhuyễn không nhá. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Cái này trước em đang bán là 100.000 nhá, đợt đang giảm giá đâu có 80.000 thôi. Đấy, đây mã em sẽ làm máy xay mini nhá, giá em đang bán là 80.000 một chiếc. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái cây đèn led 5 châm này. Đây mã em sẽ là cái đèn led 5 châm, em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái con đèn led 5 châm này với giá sẽ là 70k nhá. Lên mã em sẽ là đèn led 5 châm. Đấy, nó có cái LED, nó có phần 5 châm mà các bác có thể dính lên cái phần sắt dùng rất là tiện. 70k nhá. Con này đặc biệt là dùng cho bác thợ máy may này, các bác dùng thợ kiểu thợ cơ khí là các bác phải sử dụng cái ánh sáng nó tập trung thì các bác mua con này về để bác làm việc nhá, để mua con này về. 70k cho một con led 5 châm hàng của Juki của Nhật nhá, xịn cực kỳ luôn. Đấy, con này nó có cả cái phần chiết áp để các bác có thể chỉnh độ sáng luôn này, xịn cực kỳ. Và phần 5 châm để các bác dính hít này, cắm trực tiếp điện 220 nha là dùng nhá. Đây em sẽ quay bác xem thực tế về sản phẩm này. Đây nhá, ở đây thì ở đây em đang có ổ điện và cạnh đây em đang có một cái phần kim loại này các bác dính này. Đấy, thấy không, dính luôn, nó treo luôn nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, con này cái phần đầu đèn này các bác có thể là điều chỉnh này, bẻ các góc độ cho em này, rất tiện dụng luôn. Và đây em sẽ cắm điện cho bác xem nhá. Cắm trực tiếp vào điện 220. Đó. Đây, và bắt đầu các bác bật công tắc này. Đấy, nó có công tắc nhá. Đấy, nó có công tắc này. Công tắc bật nguồn nhá, và bắt đầu là các bác chỉnh điều áp này. Con này nó có cái phần chiết áp nhá. Đấy, chiết áp này. Đấy, thấy không? Đây em sẽ quay bác xem nhá. Chiết áp để các bác tăng giảm độ sáng này. Con này nó xung là ánh sáng nó vừa đủ để các bác làm việc nhá, dùng ok lắm. Đây. Đấy, thấy không? Điều chỉnh chiết áp này, dùng tiện cực kỳ luôn. Đó, có phần chiết áp nhá. Tăng giảm sáng là các bác điều chỉnh cái phần chiết áp cho em. Đấy, điều chỉnh cái phần chiết áp cho em. Đó, các bác muốn nó sáng vừa, sáng ít hoặc có muốn nó sáng mạnh lên thì các bác điều chỉnh cái phần chiết áp này. Đấy, nó sáng loén luôn nhá. Đó, tiện cực kỳ. Đấy, rất ok nhá. 70.000 nhá, nó có cả cái phần 5 châm. Đấy, nên các bác có thể dính lên những cái phần sắt kim loại này ok, em ok cho em luôn. Và cái phần đầu đèn này các bác có thể bẻ các góc các kiểu luôn này. Đấy, dùng hai cực kỳ luôn. Đó. Công tắc nguồn nhá, dùng các bác bật lên không dùng tắt đi. Đấy, đây. Đấy, dùng các bác bật lên dùng tắt đi nhá. Cắm trực tiếp điện 220 nên dùng rất là tiện. 70.000 một bộ nhá, 70k một bộ đèn led 5 châm. Đó thì em báo giá lại nữa nhá. Lên mã em sẽ là đèn mã đèn led 5 châm này. Thì em đang bán một bộ này là 70k nhá. Đây. Sử dụng điện 110 đến 250V nên là các bác dùng rất là tiện, dùng điện Việt Nam thoải mái luôn. Con này rất là nhiều những cái phần mắt led này, siêu sáng luôn nhá. Đấy, và có phần chiết áp chỉnh rất là tiện luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng hiện tại đang rất là hot này. Đấy, đây mã em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động nhá. Về bác lắp vào những cái phần trước cửa, trước cổng, ví dụ như là đường đi lối lại, những cái chỗ nào các bác cần sáng cái lúc đấy mà có người đi qua lại thôi, hoặc là cần thiết thôi nhá, không cần sáng lâu thì bác mua ngay cho em con này. Đấy, về dùng rất là tiện nó. Nó cái nguyên lý động của nó là khi mà có người hoặc là vật thể chuyển động qua cái đuôi đèn này, đấy, qua cái mắt cảm biến của nó thì tự động đèn nó sẽ bật lên. Còn không, nếu mà không có ai chuyển động qua thì tự động đèn nó sẽ tắt đi, rất là tiện nhá. Đấy, đây là cái phần dây nguồn thì về bác cấp nguồn mà dùng thôi. Còn đây là phần mắt cảm biến này.
đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, thì nó là dòng đuôi xoáy phổ thông, về các bác lắp đặt tất cả các loại bóng luôn, rất ok. Con này khoảng cách cảm biến nó khoảng tầm từ phần cảm biến cho đến cái mắt này, từ vật thể chuyển động cho đến phần mắt cảm biến là 8 mét nhá. Đấy, và đây là cái lỗ vít để bắt vào, dùng rất là tiện nhá. Rồi em báo giá luôn, giá thì em đang bán một cái mức giá gọi là bao giá thị trường luôn nhá. Lên mã em sẽ là đuôi đèn cảm biến này, bên em đang bán một cái đuôi đèn cảm biến này với giá chỉ có 50.000 thôi, 50k thôi, giá rẻ giật mình luôn đấy, mà sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng và tiện cực kỳ luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhé. Đây trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhờ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Đấy, các bạn nhá, rất ok luôn, rẻ và tiện. Đấy, giá cực kỳ hạt rẻ mà rất là tiện và dùng cực kỳ thông minh luôn nhá. Khi mà có vật thể chuyển động qua cái là tự động đèn nó sẽ bật lên, còn không đèn nó sẽ tắt đi. Đấy, các bác có thể ví dụ lắp ở ngoài đầu cổng này, lắp ở đường đi lối lại này, lắp ở về nhà vệ sinh các thứ này, dùng tiện cực kỳ luôn. Mà giá hạt rẻ chỉ có 50.000 thôi nhá. Đấy, bao giá thị trường luôn đấy, giá mức giá sập sàn luôn đấy. Còn bên hông là những cái nút các bác chỉnh này, ví dụ là chế độ ban đêm, ban ngày và chế độ cả ngày này, và chế độ thời gian nó sáng trong bao lâu, 16 giây này, 32 giây và 300 giây này. Đấy, tùy nhu cầu nữa, về các bác điều chỉnh hai cái nút thôi cho. Và các bác lắp vào đấu và trực tiếp điện 220 mà dùng luôn nhá. Đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm, ban ngày đều được luôn, 50.000 một bộ nhá, 50k một cái. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái giá đỡ điện thoại này. Lên mã em sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá, cái này dùng tiện lắm. Đó, về bác để điện thoại. Cái đợt này nó về cái lô này thì cái giá đỡ này của nó là chất liệu là bằng kim loại. Đấy, cái phần đế của nó là đế bằng kim loại nhá, nên là nó rất là chắc chắn và nó đầm, nó nặng, nó không như cái dòng đế bình thường đấy. Các bác để nó rất hay bị bỏng điện thoại nhá, nhưng con này nó đế bằng kim loại vào đây. Đế nó bằng kim loại nên nó rất là chắc, nó chắc cái phần đế, nên là các bác để điện thoại nặng to thoải mái cho luôn. Đấy, dùng rất là dễ, bác mở cho em hai cái phần nãy ra, sau đó các bác để điện thoại là xong. Con này thì nó có chế độ là xoay 360 độ nhá, nó có thể là xoay hình tròn nha. Đấy, xoay hình tròn luôn. Đấy, và con này có thể điều chỉnh độ cao thấp, đấy, tùy nhu cầu, có thể kéo cao lên, đấy, kéo dài ra và cho thấp xuống, đấy, tùy nhu cầu nhá. Để dọc điện thoại, để ngang điện thoại được luôn. Đây em sẽ để bác xem luôn này. Đấy, dùng cực kỳ tiện luôn. Đó, đây rất tiện dụng luôn nha. Đây các bác có thể để ngang nhà nhá, để ngang nhà, hoặc thậm chí các bác có thể để dọc này cho, để dọc này cho em nhá, rất ok luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Và con này nó có một cái rất hay là khi mà các bác để dọc này thì ở đây nó thiết kế là theo dạng là khe hở đấy, các bác có thể là cắm vừa dùng điện thoại và vừa có thể cắm sạc đây luôn. Đây các bác nhìn cái phần lỗ sạc con lòi ra này. Đấy, lỗ sạc con lòi ra, các bác có thể cắm sạc điện thoại vào đây cho em thoải mái này. Đấy, ví dụ như này nhá. Đó các bác nha, các bác lựa vào, các bác vẫn có thể dùng, các bác cắm được sạc điện thoại nhà này. Đó, thấy không, rất ok luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá, chân đế bằng kim loại, xoay 360 độ nhá, và các bác có thể để ngang, để dọc, thu kéo ra kéo vô, ok luôn. Đấy, chất lượng nhá, 50.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại chân đế kim loại, giá em đang bán một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế kim loại này với giá là đi 50k, xoay 360 độ luôn nhá. Đấy, 50k giá đỡ điện thoại này, 50.000 một chiếc thôi nhá, chân đế kim loại. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái đèn cây nấm này. Lên mã em sẽ là cái đèn cây nấm nhá. Cái đèn này thì dùng rất là tiện. Về các bác dùng cái này, đèn này làm đèn ngủ nhá. Đấy, nó là giọng đèn cây nấm, đèn ngủ nấm nhá. Lên mã em sẽ đèn nấm hoặc là đèn ngủ nấm hoặc là đèn cây nấm đều được. Đấy, nó là dạng cây nấm này, rất là xinh. Về các bác cắm vào, con này nó có chế độ cảm biến nhá. Ban ngày sẽ tự động nó tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Đấy, giá hiện tại em đang bán một cái đèn cây nấm, đèn ngủ nấm nhá, với giá chỉ có 20k thôi. Lên mã em sẽ là đèn nấm nhá, đèn nấm hoặc đèn ngủ nấm cũng được, 20k nhá, 20.000 một chiếc nhá. Sử dụng điện 220 các bác cắm trực tiếp vào dùng. Đây em sẽ test các bác xem về cái chế độ cảm biến này. Đấy, nhìn rất là xinh, nhỏ gọn nhá. Đây nhá, bình thường nó sẽ nhạy, còn nếu mà các bác nhận hàng, nếu mà các bác muốn test đèn nó lên được không ấy, thì bác bấm vào đây cho. Đấy, các bác giữ vào cái phần đuôi đèn này này, cái đuôi đèn này nó có một cái lỗ này. Đấy, các bác ấn vào đây thì đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, hoặc nếu các bác không thấy nó sáng thì các bác có thể che hết đi. Đấy, che hết nó đi nhá, để cho nó sáng này. Đó, em thả ra cái mất này. Đây là cái chế độ cảm biến nhá. Hiện tại đang là ban ngày nên là nó sẽ tắt đi, còn không thì các bác bịt tay vào thì nó là ban đêm rồi, thì nó sẽ tự động sẽ sáng lên nhá. Ánh sáng nó vừa đủ để các bác sử dụng làm đèn ngủ rất là hợp lý nhá.
Đó thì lên mã em sẽ là cây đèn ngủ nấm nhá, cây đèn ngủ nấm. Bên em đang bán một cây đèn ngủ nấm này với giá chỉ có là đi 20.000 thôi, đèn nấm nhá, đèn nấm 20.000 một cây, nhìn rất là xinh. Đấy, và dùng rất là tiện này. Đó là cái dòng kéo cắt cành bên em đang gửi bác này. Giá dòng này thì rất hạt rẻ thôi. Hiện tại bên em đang bán một chiếc kéo cắt cành này với giá là đi 70k một chiếc thôi nhá, 70k. Dòng kéo cắt cành hộp kính nhá, lên mã em sẽ là kéo cành hộp kính. Đấy, kéo cành hộp kính nhá. Giá của nó hiện tại bên em đang bán là 70.000 một chiếc nhá. Đấy, kéo cành hộp kính hàng nội địa Nhật quá nhá, Hà Nội Nhật rất là xịn luôn. Đó. Hàng nội địa Nhật cực kỳ ngon. Đó, đây em sẽ mở hộp cho bác xem một chiếc này. Con này thì cắt cực kỳ sắc bén rồi, các bác sử dụng cắt nhà vườn các thứ, cắt cây cảnh hay kia rất ok. Đấy, cắt cành, cắt cây các thứ cho em ok luôn nhá. Hàng đựng trong hộp hàng của nó vẫn còn mới nguyên này. Đấy, xịn sò, chất lượng cực kỳ ok luôn. Đó, con này cái thao tác mở rất là dễ nhá. Các bác khóa đi các bác gạt bình thường, còn nếu có lúc mở các bác bóp mạnh em này. Đấy, thấy không? Tự động nó sẽ mở luôn. Còn lúc nào các bác khóa được ấn nó cho em. Ấn cái lẫy và tự động nó khóa vào, còn các bác bóp này. Đấy, bóp mạnh mà. Đấy, tự động nó sẽ mở ra, rất là hay. Một cái thiết kế cực kỳ thông minh của người Nhật. Đấy, có phần lò xo trợ lực này. Rồi là phần tay cầm có bọc lớp cao su chống trượt nhá. Kéo làm cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, đinh tán đầy đủ, đinh vít cái thứ đầy đủ luôn nhá, để ôm cái phần lưỡi. Đấy, giá tại bên em bán một cái cây kéo cắt cành hộp kính như này, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn, giá bên em đang bán là 70.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ là kéo cắt cành hộp kính nhá, 70.000 cho một cái cây kéo cắt cành hộp kính nhá, 70k thôi, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok đó. Đây, ở đây em nhà em cũng đang dùng một con này, con này em dùng khoảng tầm hơn một năm nay rồi, dùng vẫn rất là chất lượng luôn. Đấy. Em đang dùng này, hiện tại nó đang rỉ sét hết rồi này. Đấy, nhưng mà cắt vẫn rất là ngon. Cái này em đang ít dùng nhá, các bác dùng nhiều nó càng dùng nó càng bóng càng đẹp. Đây em sẽ cắt bác xem con này là hiện tại em đang cắt cái cành này, thân tre luôn này, cực kỳ sắc bén, các bác nhìn này, có thấy không? Cắt rất nhẹ nhàng nhá, bấm rất nhẹ nhàng cái phần đầu mặt này, em cắt phát một luôn này. Đấy, có thấy không? Các bác nhìn cái phần đường cắt này nó đi rất là mịn nhá. Đấy, không như cái dòng kéo thường là nó bị nhai kéo, nhưng con này cắt rất là mịn và rất là ngọt, dễ cắt này. Đây các bác nhìn này. Đấy, đây. Con này cắt rồi là tỉa cành tỉa lá ok cho em luôn nhá. Đây, rúm rồi, rúm rồi này, cắt luôn này. Đấy, thấy không? Sắc bén cực kỳ nhá. Đây những cái cành nhỏ các bác tỉa này. Quá sắc bén luôn. Đây. Đó, thấy không? Sắc bén cực kỳ, dễ cắt lắm. Đây, rúm cả nhú cắt luôn này. Đó, thấy không? Cắt cực kỳ ngọt nhào nhá. Đấy. Thân thiết là cắt phát một luôn nhá, không có gì phải ngại con này. Sắc bén cực kỳ, dễ sử dụng lắm và cái thao tác rất là dễ dùng. Đấy, bấm cái tự động nó mở nhá, còn các bác khóa khóa bình thường. Bấm cái thì nó sẽ mở ra luôn. Kéo con này là dỉ nhàn này, em dùng thi thảo, em dùng dỉ nhàn nó cắt vẫn rất ok nhá. Đó, rồi lên mã em sẽ là cái cây kéo cắt cành hộp kính nhá. Bên em đang bán một cây kéo cành hộp kính này là 70.000 một cây nhá, 70k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái bộ bản lề nam châm này. Lên mã em sẽ là cái bộ bản lề nam châm nhá. Cái bộ này dùng hay lắm. Về thì hiện tại thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ gồm có làm hai cái bản lề và đi kèm là ốc vít cũng như là mình miếng dính, thì về các bác có thể bắt vít và các bác có thể dính được. Thì đây cái miếng bản lề là nó có tích hợp cả nam châm từ tính nhá, hít cực kỳ chặt này. Đây, hít rất chặt nhá. Đó, đây con nhìn này. Đó, hít rất chặt. Bình thường nếu các bác lật nhẹ không là lật luôn, chặt lắm. Các bác phải rút, các bác phải chéo ra thì bắt đầu nó mới ấy được. Đấy, thấy không? Em để nhẹ cái hít này. Đấy, thấy không? Hít rất chặt luôn. Nó là giống cái giọng cái dòng bản lề nam châm nhá. Đấy, bản lề nam châm hút rất là chặt. Đấy, giá đào bí lắm. Bên em đang bán lẻ một cái bộ bản lề nam châm như này với giá là 15k một bộ nhá. 15k một bộ. Lên mã em sẽ là bộ bản lề nam châm. Đấy, bản lề nam châm. Giá em đang bán là 15k một bộ nhá. 15k trên một bộ. Và yêu cầu các bác là lấy từ 3 bộ trở lên. Đấy, 3 bộ trở lên nhá. Đấy, 3 bộ là 45k. Nói chung là bên em bán được combo là 3 bộ bản lề nam châm nhá. 3 bộ bản lề. 3 bộ bản lề nam châm với giá là đi 45k nhá, 45k. Đấy, hàng đi kèm nó có cả ốc vít các thứ đầy đủ này. Thì về là các bác cứ bắt vào cái cánh tủ, những cái phần cánh tủ nó hay bị dơ bị hở này, các bác bắt vào để khi mà đóng thì nó sẽ sập kín hơn. Đó, rất là dễ dùng. Đây các bác cùng xem một thực tế với video về sản phẩm để các bác dễ hình dung hơn này. Đấy. Đây nhá, đây bình thường sẽ như này. Đấy, khi mà các bác lắp này, đấy nó sẽ tự động nó hít cái cánh cửa các bác vào, nó sẽ chặt hơn nhá. Đấy, nó sẽ chặt hơn. Cánh cửa, cánh tủ, ngăn kéo các thứ, ra nói chung là những cái dạng cửa kéo các thứ, cửa kéo, cửa đẩy á, đấy, cửa lùa ấy, là các bác lắp vào rất ok vì nó có cái phần nam châm nó hít rất là chặt. Ở đây nhà bạn cũng đang gặp trường hợp tủ ngăn kéo đóng không được hít như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc nam châm thử tính này, chỉ với hai miếng nam châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại nam châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được hít nữa rồi phải không nào?
Đó, có thấy không? Thực tế về sản phẩm dùng rất hay nhá. Tủ ngăn kéo đóng không được khít như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc nam châm thử tính này. Chỉ với hai miếng nam châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại nam châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được khít nữa rồi phải không nào? Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, bên em sẽ bán ở combo là 3 bộ bản lề 500, lên mã em sẽ là combo 3 bộ bản lề 500 nhá, bao gồm là cả ốc vít đầy đủ bên trong rồi luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào là rất dễ dàng lắp đặt thôi. 45.000 cho cái combo 3 bộ bản lề 500 nha. Đấy, 3 bộ nha là 45k nhá. Đấy, về các bác lắp đặt vào những cái phần cánh tủ, cửa tủ, ngăn kéo nó không bị, nó không được khít nhá. Các bác lắp vào để khi mà đẩy vào nó sẽ hít vào, nó sẽ chặt hơn. Đó. Rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là một cái mã hàng rất hay, đó là dành cho bác nào mà hay đi tập thể dục thể thao này, đạp xe các thứ này, nói chung là cứ chơi thể dục thể thao, các bác nên mua cho em một cái túi này rất là tiện luôn. Đấy, nó là cái dạng túi thể thao để về các bác đeo vào bên hông của mình. Đấy, thì các bác có ví dụ như là mình đi chạy, đi tập thể dục thể thao mà các bác vẫn cần để mang điện thoại hoặc là tiền nong, chìa khóa đi thì mang, các bác mang này đi để các bác bỏ những cái đồ vật của nhà mình vào nhá. Đấy, và ngoài ra cái túi này nó còn một cái bên hông nữa để các bác có thể dắt vừa một cái chai nước vào đây cho em. Đấy, nó có phần hông này để có thể dắt vào một cái chai nước vào đây nhá. Đấy, và cái phần thun này sẽ là phần thun cạp chun, nên là khi mà các bác đeo phần hông nó sẽ cạp rất là chặt. Đấy, phần đây là phần khóa cài này, đầy đủ cho em luôn nhá, thao tác đóng mở nó rất là dễ. Đấy, khóa cài lẫy cài luôn. Đấy, và đeo nó rất là êm, lịch sự mà đẹp mà chất lượng nhá. Đấy, các bác để những cái đồ điện thoại, đồ nhỏ lặt vặt để khi mà mình đi chạy bộ các thứ ra, mình cầm đôi khi nó vướng, hoặc đạp xe các thứ, tập thể dục thể thao đôi khi nó vướng thì các bác bỏ vào cái túi này, sau đó các bác đeo cái hông vào nhà mình là xong. Giá em đang bán một cái túi túi thể thao này, lên mã em sẽ là túi thể thao, bên em đang bán một chiếc túi thể thao này với giá chỉ có 30.000 thôi, 30k nhá, lên mã em sẽ là túi thể thao này. Đấy, túi thể thao giá em đang bán là 30.000 cho một chiếc túi thể thao này. Đấy, giá chỉ có 30k thôi, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm, tiện. Nói chung là các bác tập thể dục thể thao nhiều nên có một chiếc túi này nhá. Đấy, mình để đồ đạc, những cái đồ lặt vặt đây để mình mang đi tập thể dục thể thao nó tiện lại đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Ai hay đi chạy bộ, leo núi, đạp xe thì phải có ngay cho mình một chiếc túi đeo bụng này ngay đi nhé. Nó vô cùng nhỏ gọn lại cực kỳ hữu dụng đấy. Nó có thể dùng được điện thoại, tiền mặt, chìa khóa và nhiều thứ khác nữa đó. Ai hay đi chạy đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, đấy thấy không? Đựng tiền, đựng nong, điện thoại các kiểu cho em luôn này. Dùng tiện vô cùng, có nhá. Đấy đây. Đấy. Có đeo vào bụng này, để đồ để đạc các kiểu luôn này, xịn cực kỳ luôn nhá. Đấy, để bên hông bên hiếc này để được cả chai nước luôn nhá. Đấy, chạy bộ đi biết ngon lành luôn. Đấy, rất ok. Lên mã em sẽ là túi thể thao nhá, chiếc túi thể thao. Bên em đang bán một chiếc túi thể thao này với giá sẽ là đi 30k một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc túi thể thao nha, 30k thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái đầu tưới cây nhỏ giọt này. Lên mã em sẽ là cái đầu tưới cây nhỏ giọt nhá, cái này dùng tiện lắm. Đó. Đây. Thì bộ sản phẩm nó sẽ gồm có như này nhá, sẽ gồm có là một cái đầu như này, đi kèm là một cái này là cái phần van này, cái van nhá, thì rất là dễ dàng dụng luôn, về các bác lắp đúng như chưa. Đấy, sau đó là cái phần này các bác có cái chai nước các bác xoáy vào đấy, và các bác bơm nước vào trước, sau đó các bác xoáy này vào, và cái phần này nó nhọn để các bác cắm xuống trực tiếp vào đất, và khi mà nước nó xuống thì các bác mở cái van này cho em, mở van thì cái van này các bác có thể điều chỉnh nhá, điều chỉnh xem nước nó ra nhiều hay ít, ra mạnh hay là ra yếu, các bác điều chỉnh cái van này nhá, các bác xoáy cái van này cho em là xong, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Cái này trong trường hợp ví dụ như các bác hay đi du lịch, đi chơi lâu ngày không thể tưới cây được thì các bác dùng sẵn một cái chai nước to các bác cho vào đây. Cái gen này của nó là những cái gen phổ thông, ví dụ như là chai nước Coca, chai lít rưỡi, chai Lavi, chai nhỏ, chai to là được hết luôn, vì cái gen này là cái gen phổ thông mà, cái gen theo tiêu chuẩn quốc tế bạn, nên là những cái chai đồ nhà mình có thể là xoáy vừa thoải mái nhá. Bên em chỉ bán kèm nguyên cái này thôi, không có bán kèm chai nhá, bán chỉ mỗi cái đầu nhỏ giọt thôi, không bán kèm chai. Chai này về các bác có ở những nhà mình là có những cái chai thừa thứ là các bác tận dụng vào là ok. Đấy, cho các bác đi du lịch lâu ngày này, các bác nào mà hiện tại mà kiểu là bận rộn không thể tưới cây thường xuyên được thì các bác mua cái này về nhỏ giọt, nó sẽ tưới liên tục nhá. Đấy, tưới liên tục thì các bác cứ đong đầy nước cho các bác để đấy, xong rồi các bác chỉnh van nước nó ra từ từ thì ra có khi cả vài ngày các bác phải thay nước một lần cơ. Đấy, vì nó chảy rất là lâu, nó chảy theo dạng nhỏ giọt mà, nên nó chảy rất là lâu luôn. Đó. Rồi lên mã em sẽ là cái tưới cây nhỏ giọt. Bên em đang bán một cái đầu tưới cây nhỏ giọt này với giá là 10k một chiếc nhá. 10k. Đấy, đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. Giá em đang bán một chiếc là 10.000 cho một chiếc đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. 10.000 một chiếc thôi. Đấy, còn đây cả bịch đây. Đó, các bác có thể mua theo số lượng nhà đó các bác báo với em. Đấy, thì em bán cho bác nhá. 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc đầu tưới cây nhỏ giọt, và yêu cầu bác là lấy là từ 3 chiếc trở lên nhá. Yêu cầu bác lấy từ 3 chiếc trở lên, 10.000 một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm nhá. Đây, các bác cùng xem này.
Đó. Đấy, đấy ví dụ các bác có những cái chai nước này. Đây, các bác có những cái chai nước này. Đấy các bác điều chỉnh nha. Đấy các bác cho nước vào nha, xong các bác điều chỉnh cái van nước nó chảy này, có nhìn không? Đấy van nước nó chảy ra ít ra nhiều thì tùy nhu cầu đấy là các bác điều chỉnh. Đấy còn có cái đầu nhọn là các bác cắm nó xuống. Đấy, xoáy nó vào cái chai nước sau đó các bác cắm dốc ngược lại. Đấy có thấy không? Dốc ngược lại kia. Đấy châm cho em mấy cái lỗ ở trên cái phần thân chai để nó nước nó chảy nó sẽ ra đều hơn. Đó thấy không? Rất là dễ dùng, dễ sử dụng và lắp đặt. Mà đặc biệt các bác nào đi công tác lâu ngày xa nhà không tưới cây nước được, hoặc là các bác bận rộn không thể sử dụng tưới cây được thì các bác mua cái bộ này về dùng tiện cực kỳ luôn. Đấy, hoặc các bác nào đang ở chung cư các thứ rồi nhà chật mình tưới cây đôi khi nó ướt át thì mình mua cái này về mình cắm vào là xong. Chai thừa thì nhà cũng có rồi. Đấy, tận dụng một cái chai thừa các bác lắp vào cái là dùng thôi. Đấy, 10k một chiếc nhá, và yêu cầu các bác là lấy từ 3 chiếc trở lên. Giá em đang bán là 10.000 một cái đầu van tưới cây giọt nha. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn anh bác luôn một số các mã hàng nhà bếp này. Đấy, tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái cây dao thái của thương hiệu Seki Japan nhá. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ hàng của thương hiệu Seki Japan. Con này thì bán khá là nhiều mà giá nó bình dân lắm. Giá tại em đang bán một cái cây dao thái cán gỗ của Seki Japan này giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 60.000 một cây, sắc bén vô cùng luôn mà dùng thích lắm. Con này về các bác lọc thái cho em thì chấm hết rồi. Đấy, lọc thái, thái thịt, thái thiếc rồi là các bác lọc thịt, lọc thiếc rất ok. Sắc bén cực kỳ nha anh em nhá. Test ra bác xem luôn này. Đấy, con này thì nói chung là bao dùng bao xài đi. Đấy, sắc bén lắm các nhá. Đây con nhìn này. Kinh khủng không? Đường giấy đi mịn mịn luôn nhá. Đấy, xía phát nào là phát đấy luôn. Cực kỳ sắc bén luôn các nhá. Đấy, đây. Đấy, có thấy không? Sắc bén dã man luôn. Đó, đường giấy đi mịn mịn luôn nhá. Đấy, cứ dọc phát nào là phát đấy luôn. Sắc cực kỳ luôn đấy. Giá em đang bán chỉ có 60k một cây thôi. Đấy, 60k nhá. Đó. Có thấy không? Dao nó bị nhầy này, sắc kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân. Đấy, hàng đúc liền thân. Tay cầm của nó thì có ốp gỗ hai bên, ba đinh tán nhá, cực kỳ xịn luôn này. Đấy, ốp gỗ hai bên luôn này, ba đinh tán nhá, chắc chắn. Hàng liền thân yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó bền. Đấy, dùng nó bền mà không lo nó bị long chui long cán nhá. Hàng vẫn còn mới nguyên trong vỉ này, hàng dao của Nhật, Seki Japan của Nhật nhá, cực kỳ xịn luôn. Rồi em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ là con dao thái cán gỗ. Bên em đang bán một con dao thái cán gỗ này với giá chỉ có là đi 60k thôi. Đấy, dao thái cán gỗ, dao thái cán gỗ nhá. Đấy, 60k một cây, 60.000 cho cây dao thái cán gỗ hàng của Seki Japan nha. Rồi em cũng quay luôn bác, lên luôn bác, đó là cái cây mài dao ba khe. Lên mã em sẽ là cây mài dao ba khe. Con này thì hàng của Asaka Japan. Đấy, về thì các bác mài dao, những cái dòng dao có thứ ở nhà gia đình nhà mình đôi khi mà các bác mài đá thứ giờ thì nó rất là mất thời gian mà nó mình mài đôi khi là nó mất công. Đấy thì các bác mua cái con mài dao này về mài tiện lắm. Đấy, con này thì nó sẽ có là ba cái rãnh mài thì nó sẽ có đánh số luôn, 1 này, 1, 2, 3 này thì các bác cứ mài lần được cho em từ 1 này sang đến 2 và sang đến 3 là các bác đã hoàn thành xong cho em là 3 bước mài dao. Đấy là dao các bác là thái ok luôn. Đấy các bác chỉ việc sau đây các bác tuốt này, sau đây các bác miết này, các bác tuốt này. Đấy, tuốt các bác miết dao xuống, các bác tuốt này. Cứ thế rồi tuốt các thái là dao sắc bén, thái ngon lành luôn. Cái con này thì các bác yên tâm đi, bao dùng bao xài luôn, thái cực kỳ thích luôn đấy, thái thích lắm. Đấy mà dùng ok lắm. Mà giá hợp lý đó, bên em đang bán một cái cây mài dao ba khe này với giá sẽ là đi 40.000 một cây nhá, 40k. Lên mã em sẽ làm mài dao ba khe. Đấy, mài ba khe nhá. 40k một cây thì các bác có thể mua kèm cùng với con dao để về các bác có cái đồ mài luôn. Đấy, vừa có dao vừa có mài, tiện tiện công mua luôn mà dùng thích lắm. Dao thái cán gỗ là 60.000 một cây nhá. Còn cây mài ba khe thì là 40k. Đấy, tùy nhu cầu mà các bác mua coi nhá. Đấy, tùy nhu cầu các bác có thể lấy lẻ hoặc lấy cả bộ được. Đấy. Nói chung là theo em thì các bác nên lấy cả bộ vì giá nó hợp lý. Chỉ có cả 100.000 vừa dao vừa mài chỉ có 100k thôi. Đấy, tiện công lấy luôn. Dao thái là 60.000 nhá. Sắc bén cực kỳ luôn, lọc thái ok luôn. Cái này bán nhiều ạ. Rồi tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái vỉ đũa Nhật này. Lên mã em sẽ là cái vỉ đũa Nhật nhá. Đấy, vỉ đũa Nhật 10 đôi. Hàng xịn cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, vỉ này là vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá. Nhiều bác hỏi là đũa này có đẹp không thì em nói luôn là đũa này anh em cũng đang dùng thực tế luôn, em dùng ở tầm hơn 1 năm nay rồi. Dùng thích lắm. Đũa này thì chất liệu sẽ là sợi thủy tinh nên là có yên tâm là dùng nó không lo nó bị nấm mốc và nó bị cong vênh. Không như những dòng đũa gỗ các bác dùng đôi khi là dùng nó bị nấm mốc cong vênh, nhưng con này dùng ok luôn. 10 đôi nhá, một vỉ là 10 đôi. Đấy các bác về thay thế những cái đũa gỗ nhà mình đi, dùng đôi khi nó mốc miếc thứ này, dùng nó ảnh hưởng sức khỏe nhá. Như mua con này dùng ok luôn. Không lo nấm mốc mà không lo cong vênh mà dùng nó sạch sẽ. Đấy mà nó đẹp, chất lượng. Đây các bác nhìn này. Đũa cực kỳ đẹp nhá, hoa văn họa tiết cực kỳ đẹp.
Nhiều bác hỏi là đũa này có trơn trượt không, yên tâm đi, đũa này thì gắp thoải mái, là cứ gắp miếng nào là trúng mấy đấy luôn, không lo trơn trượt nhá. Bao dùng bao xài luôn. Đấy, các bác có thể dùng thoải mái, bảo hành bác luôn. Đũa này dùng không ngon thì cho bác trả lại luôn nhá. Yên tâm đi, đũa này em bán nhiều mà dùng ngon lắm. Bán nhiều bán kinh khủng luôn đấy. Bán nó không biết là bao nhiêu vỉ rồi. Giá hợp lý đó. Rồi em báo giá luôn nhá. Lên mạng em sẽ là cái vỉ đũa Nhật 10 đô này. Đũa Nhật 10 đô nhá. Đũa Nhật 10 đô. Bên em đang bán một vỉ đũa Nhật 10 đô này với giá chỉ có 40k thôi. Đấy, 40.000 cho một vỉ đũa Nhật 10 đô nha. Đấy, 40.000 thôi nhá. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn các mặt hàng, đó là cái bộ ví hồng này. Lên mã em sẽ là bộ ví hồng. Bộ ví hồng thì bộ này về các bác bấm móng tay, móng chân các thứ, lấy ra cái tai rồi là nặn mụn, rồi là cắt kìm cắt lấy ra chết nhá, xịn cực kỳ luôn. Đây, bộ này các bác dùng cho em cả gia đình luôn. Đấy, dùng cho người già, trẻ em, dùng cho đàn ông, đàn bà, rồi là các kiểu luôn, dùng cả gia đình, nói chung là dùng cả gia đình. Đấy, đàn ông thì dùng những cái bấm móng tay thứ này, lấy dây tai này, đàn bà thì hay dùng những cái rũa chiếc để rũ móng tay này, rồi là kìm cắt lấy ra chết, díp chiếc này. Đấy, nói chung là dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn nhá. Bộ này các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng thì hàng rất là đẹp, đựng trong một chiếc bao da đẹp nha. Đấy, hàng có khóa lẫy đầy đủ luôn, dùng xong cái bấm cái tạch cái vào là toàn bộ là các chi tiết ở trong hết luôn, không bị rơi vãi linh tinh. Đấy, dùng xong rồi các bác dùng thì các bác lấy ra, không dùng các bác lại đậy vào cất đi, rất ok. Đó, lên mã em sẽ là bộ ví hồng rất là đẹp nhá, gồm rất là nhiều những cái phụ kiện để các bác làm móng, làm nail, cắt móng tay, lấy dây tai các kiểu luôn nhá. Giá thì bình dân rồi, đợt này đang giảm rất tốt luôn. Lên mã em sẽ là bộ ví hồng, bên em đang bán một bộ ví hồng này với giá là đi 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, 60.000 một bộ ví hồng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái dây cọ lưng silicone này. Lên mã em sẽ là dây cọ lưng nhá. Đấy, nó là dạng dây bằng silicone. Đấy, các bác dùng để các bác vắt về đằng sau lưng mình, sau đó các bác cầm hai cái này các bác giật các bác cọ này. Đấy, dùng để kỳ cọ lưng rất là sạch luôn nhá. Ở đây ở trên cái phần thân này nó có những cái phần gai, đấy vừa kỳ cọ sạch hết ghét này, hết bẩn này, vừa massage đấy khu vực lưng nữa các thứ. Nói chung là các bác cái này không những là kỳ lưng, các bác có thể kỳ đa năng, kỳ chân, kỳ tay, rồi là kỳ mọi chỗ trên cơ thể nhà mình. Đấy, dùng để mỗi lần các bác tắm là các bác có phụ kiện này, các bác kỳ lưng, kỳ cọ người ngậm cho sạch sẽ ok nhá. Đấy, thì các bác cứ đổ xà bông vào đây, sau đó các bác vắt lên chỗ nào các bác cần kỳ, các bác cứ cầm hai tay các bác cầm này, các bác kéo này, dạng silicone nên nó co giãn rất là tốt nhá. Đấy, co giãn giật thoải mái luôn các bác nhá, giật thoải mái luôn đi. Rồi lên mãi em sẽ là cái dây cọ lưng, bên em đang bán một cái dây cọ lưng này với giá là đi 20.000 một dây nhá, 20.000 một dây. Lên mãi em sẽ là dây cọ lưng này, 20k cho một cái dây cọ lưng này nhá, 20.000 một dây thôi. Đấy, 20.000 một dây, dùng thích lắm. Đấy, vừa kỳ cọ vừa massage, có những phần gai này. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra sờ là các bác thấy thích rồi này. 20k một dây nhá, giá hạt rẻ mà dùng rất ok. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm nhá. Đây, đấy, kỳ cọ lưng cho em rất ok luôn. Đó, bơm tí sữa tắm thứ vào các bác kỳ này, sạch sẽ ok luôn. Kỳ chân, kỳ chiếc, kỳ lưng, kỳ mọi chỗ luôn nhá. Đấy, dùng xong lại chuội qua nước cái là sạch sẽ ok luôn. Khô ráo ngon này. Đấy, kỳ cọ lưng các kiểu luôn nhá. Đấy, ok cực kỳ luôn. 20k thôi nhá, 20.000. Đấy, đôi khi các bác dùng tay các bác cọ kỳ cọ lưng là hơi khó, không thể dùng được lâu. Các bác mua cái này về các bác thì cọ lưng nó ok, 20k cho một cái dây cọ lưng. Lên mã em sẽ là dây cọ lưng hoặc kỳ lưng, dây nhá, cái này là dây, mã là dây, 20k một dây. Tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái bột thông cống này. Lên mã em sẽ là cái bột thông cống nhá, cái này nó là dạng bột các bạn, dạng bột. Đấy, dạng bột nhá, thì về thì rất là dễ dùng thôi. Về các bác lắc đều ra, sau đó là các bác mở nắp ra và các bác cứ thế là các bác đổ vào trong cái cống nhà mình nhá, đổ vào trong cái cống nhà mình nhá. Hiện tại bị tắc hoặc là cống của nhà bác bị mùi các thứ rồi. Nói chung là con này nó đa năng, khử mùi này, rồi là diệt khuẩn này, rồi là làm thông tắc cống này. Đấy, rất là ok luôn nhá. Đấy, bột thông cống, lên mẹ em sẽ là bột thông cống nhá, là dạng bột. Về chỉ việc đổ vào, xả cho em ít nước vào đấy nhá, xong rồi các bác đổ vào các bác cứ ngâm. Ví dụ các bác ngâm qua đêm được, cho nó phân hủy hết những cái chất các thứ cặn bã ở trong cống này, sau đó nó sẽ thông tắc cống nhá. 20k nhá, lên mẹ em sẽ là bột thông cống này, bột thông cống. 20.000 trong hộp lọ bột thông cống nha, 20.000 thôi. Đấy, hàng của nó vẫn còn nguyên trong cái siêu ấy này thôi, không bóc thôi nhá. Đấy, 20k một cái hộp bột thông cống này, dùng ok lắm. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Nghĩ nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong mà không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được.
kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sùi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhá. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhá. Đấy, đây là thực tế về cái sản phẩm bột thông cống nhá. Giá em đang bán là 20.000 hộp như này. Đấy, 20.000 hộp, hộp nhiều lắm. Đấy, đầy ự luôn. Một hộp này như là của nó như mấy trăm gram đấy. Đấy, 20 gram một hộp bột thông cống nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các bạn, đó là cái lọ hộp keo nắp cam này, vỉ keo nắp cam cái hàng của Thái này, dùng xịn cực kỳ luôn. Hàng của Thái Lan nhá, hàng của Thái Lan. Đây. Hàng Made in Thái Lan. Đó, về các bác dán đa năng nhá. Cái này các bác dán đa năng lắm. Các bác dán những đồ trang sức này, đồ nhựa này, đồ gỗ, đồ sành sứ rồi là đồ sắt các thứ cho em thoải mái luôn. Bên em sẽ bán theo vỉ nhá. Một vỉ này thì sẽ gồm có là 5 típ này, 2 4 5. Đấy, 5 típ và bên em đang bán với các một mức giá thì vô cùng hạt rẻ rồi. 5 típ keo nắp cam. Đấy, 5 típ keo nắp cam nhá. Là một vỉ nhá, là một vỉ đấy. Đấy là một vỉ keo nắp cam nhá. Một vỉ keo nắp cam này. Sẽ gồm là 5 típ nhá, 5 típ với giá là đi 30.000 thôi các bác nhá. 30.000 thôi. Giá hạt rẻ, các bác mua 5 típ này về dùng cả năm luôn. Về dán các kiểu các loại đồ sành sứ này, đồ trang sức này, đồ nhựa này, đồ gỗ này, đồ sắt siếc cho ok luôn. Hàng Made in Thái Lan. Đấy, xịn cực kỳ luôn. À, vỉ keo nắp cam một vỉ là 5 típ nhá, một vỉ 5 típ bên em đang bán giá sẽ là 30.000 thôi, 30k, giá gọi là giá hạt rẻ, giá siêu hạt rẻ luôn đấy, dễ mua mà mua về bác dính đa năng. Mà cái dòng này dính nhanh khô lắm, mà dính nó không bị cứng như cái dòng 52. Năm nay đôi khi bác dính nó hay bị đông cứng mà nó khó dính, con này dính các bác dính rất ok. 30.000 một vỉ keo nắp cam 5 típ nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái này là cái cút nối điện này, cút nối điện nhanh nhá. Đấy, về các bác hay phải đấu nối dây điện thứ giờ thì các bác mua cái cút nối điện này về các bác nối này. Đấy, đỡ phải băng dính băng đồ rồi các bác cứ phải uốn dây thứ cho nó chặt vào thì các bác mua con này về dùng tiện lắm. Đấy, về các bác đấu nối dây điện vào. Con này thì nó sẽ có là hai màu hai cái cực dây ở đây, nó có thiết kế là rất là thông minh là hai màu luôn, để các bác, ví dụ các bác có chia cực ra cũng được. Đấy, ví dụ như mình đấu những cái điện là điện 1 pha, điện 12V ấy. Đấy thì các bác có thể là phân cực ra là cực âm, cực dương bằng cái cách có phân biệt màu. Hoặc là điện là đôi khi là điện xoay chiều, điện xoay chiều thì các bác cũng có thể dùng cái kiểu nha. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu vì nó cũng có phân biệt rõ màu này mà. Đấy, và rất là dễ dùng thôi. Về đây bác chỉ việc là mở cho em cái nắp ra này, mở ra. Đấy, mở ra nhá. Sau đó là các bác đút hai cái dây này vào và các bác sập vào. Đấy, các bác đấy không nghe kêu không? Kêu anh tạch cái nhá. Nó mà ngậm vào gì các bác giật bằng rời, giật thoải mái cho em đi, không là nó rơi luôn, giật chặt chặt cực kỳ luôn nhá. Đấy. Giá điệt rẻ nữa, rồi bên em đang bán một cái cút nối điện này với giá là 5k nhá, 5k thôi. Đấy, 5.000 cho một cái cút nối điện này. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 chiếc trở lên nhá. Đấy, yêu cầu các bác lấy là từ 5 chiếc trở lên. Còn bên em đang bán lẻ một chiếc là 5k. Đây. Cút nối điện nhá, lên mã em sẽ là cút nối điện này, cút nối điện. Một chiếc là 5k. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 chiếc trở lên nhá. Đấy. Bán từ 5 chiếc trở lên, còn bán dưới là bên em không bán đâu vì giá là rẻ, là cái này gọi là anh em bán thêm với bác thôi. Chứ còn giá thì không có lãi đâu ạ, vì cái này nó rất là rẻ rồi, nó chỉ có 5.000 thôi mà về dùng rất là tiện nhá. Đó, về các bác đấu nối dây điện dùng dễ. Mở cái phần nắp này ra, đút hai cái dây này vào, sập cái vào là xong, chắc cực kỳ luôn. Đó. Rồi ok. Cút nối điện 5k một chiếc, bán từ 5 chiếc trở lên. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là con máy cạo râu Zando này. Đây bạn em sẽ là cái con máy cạo râu Zando nhá. Con này thì dùng chất lượng mà giá nó hợp lý này. Về các bác mua về để cạo râu và giết các thứ rất ok. Đây, sản phẩm hàng vẫn còn nguyên trong hộp này. Hàng chính hãng của Zando nhá, xịn cực kỳ luôn, giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Bên trong là đựng trong một cái hộp nhựa nhá, đóng gói rất chắc chắn cẩn thận luôn. Đây, máy cạo râu Zando, thân của nó thân nhôm nhá, cầm chắc cực kỳ luôn. Ở phần bên dưới là cái chân sạc, thì khi mà về các bác dùng, các bác đẩy cái này cho em, các bác sạc trực tiếp, cắm trực tiếp điện 220 là xong. Đó. Và các bác sạc một lần dùng chắc cả nửa tháng luôn đấy, dùng pin trâu lắm. Đó. Và khi mà dùng nó, các bác mở cái nắp này ra. Và bắt đầu là các bác bật máy này. Thế là các bác cạo thôi. Đấy, có thế các bác cạo nhá. Các bác đi cho em sát tay vào. Đấy, đi sát vào nhá. Đi nó sát vào. Đấy, đi nó sát vào, gì nó đều tay vào. Đấy, gì nó đều tay vào. Các bác cứ dí cho em thoải mái đi, không lo nó bị đứt đâu. Đấy, con này nó có phần lớp màng bảo vệ mà, nó chỉ cái râu nó chọc bên trong nó đứt thôi. Chứ còn riêng da thịt các thứ là các bác đi thoải mái mà không lo nó đứt ra. Ngoài ra nếu mà các bác nào mà râu dài thì mình có thể đẩy cái phần tăng đơ cho em, đẩy lên. Đó, thì nó sẽ thò ra phần tăng đơ nhá, để các bác có thể là
gạt cho em cái râu dài đi trước, sau đó là các bác dùng cái phần cạo râu rồi các bác cạo những cái râu ngắn đi. Đấy, rất tiện dụng luôn, có cả tăng đơ luôn nhá, và có cả phần bàn cạo râu. Và con này có thể mở ra được này, rút ra để các bác vệ sinh cái phần bên trong đi. Đấy, khi nào ví dụ lâu ngày các bác cạo nó bẩn đi thì các bác dùng rồi các bác lấy cái bàn chải các bác cọ nó sạch sẽ là ok rồi. Con này thì hiện tại em đang bán cho bác một cái mức giá gọi là siêu hạt rẻ luôn, được 90.000 một cây nhá. Lên mãi em sẽ làm máy cạo râu bạc. Đấy, cạo râu bạc này, cạo râu bạc nhá, giá em đang bán là 90.000 một cây, 90k cho một con máy cạo râu bạc này. Đấy, mã sẽ làm máy cạo râu Zando SCW3101U, máy cạo râu bạc nhá, 90.000 một con máy cạo râu bạc nha. Đấy, vì nó còn nó là màu bạc nên em lên luôn mã là máy cạo râu bạc, nhãn hiệu hình ông già, thương hiệu ông già này, xịn cực kỳ mà dùng ok lắm. 90.000 một con nhá, có cả tăng đơ ở cạo râu luôn, cạo cực kỳ sắc bén nhá. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, nghe tiếng cạo thấy thích này. Đây. Đấy, đây không? Cạo các bác nghe tiếng cạo thấy thích rồi nhá. Nghe đi là sạt sạt luôn này. Đấy, đây cạo trắng sát chân luôn này. Đấy, đây không? Trắng sát chân luôn nhá, cạo thích lắm. Đấy, đây không? Trắng xóa luôn nhá. Đấy, đấy không? Các bác cứ đi đều tay em, đi đều tay mà các bác dí nó sát vào nhá, đi đều tay mà dí sát vào xem là nó sẽ sạch nhá. Đó đây không, cạo ngọt không, quá dã man luôn, trắng bau luôn nhá. Đấy, hai bên các bác nhìn khác hẳn nhau luôn này. Đấy, đây không, hai bên khác hẳn nhau luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ là máy cạo râu bạc nhá, cạo râu bạc bên em đang bán con máy cạo râu bạc này với giá sẽ là 90.000 một con nhá. Đấy, 90.000 một con máy cạo râu bạc này, hàng chuẩn chính hãng, giấy tờ đầy đủ thứ luôn, trong hộp luôn nhá. Dòng bàn chải Tantia Hàn Quốc này, lên mã em sẽ là bàn chải Tantia Hàn Quốc nhá, một trong những hàng hiện tại bên em đang bán rất là chạy luôn đó. Sản phẩm từ than treo và tính Hàn Quốc, đánh rất là tốt vào răng, lông rất là mềm đó. Bên em có bán theo cả hộp và bán lẻ nhá, các bác có nhu cầu mua nhiều thì mình có thể mua theo cả hộp, còn các bác mua ít thì mình cũng có thể mua lẻ về dùng cũng rất ok. Nói chung là giá này, nếu mà là giá là hạt rẻ mà các bác thấy ok thì mình có thể mua cả hộp về dùng dần được, 2-3 tháng thay một cái được, chả vấn đề gì, dùng cả nhà mình luôn. Đây một chiếc bàn chải than treo Hàn Quốc nhá, đó rất là xịn luôn, lông cực kỳ mềm. Con này nếu mà giá chuẩn đấy thì hiện tại thị trường đang bán một chiếc này là đang bán là vào là 36.000 là giá thực tế này. Đấy, như em mua lô thanh lý, hàng chất lượng nên là giá của nó rất là ngon luôn, hàng Korea rất xịn nhá. Đây đâu các bác xem chiếc này, lông mềm lắm. Đấy, lông cực kỳ mềm, đánh không lo nó bị sưng viêm lại, nó bị lông nó cứng quá mà không dùng được nhá, yên tâm đi, hàng chất lượng dùng ok luôn. Cái này em báo giá luôn nhá, nếu mà các bác mua lẻ một chiếc thì bên em đang bán một chiếc này với giá là đi 4.000 thôi. Đấy, 4.000 một chiếc nhá. Lên mãi em sẽ là bàn chải than tre hoạt tính đó của Hàn Quốc, đang bán lẻ một chiếc thì sẽ là 4k. Đấy, bỏ qua cái giá 36.000 đi, bỏ qua luôn, 4.000 một chiếc nhá, 4k một chiếc. Đấy, đấy là giá lẻ nhá. Đây lấy các bác lấy một chiếc, còn nếu mà các bác lấy theo nhu cầu nhiều, lấy theo một hộp thì một hộp này là 30 chiếc này, thì bên em đang để cho bác giá sẽ là đi bữa trước một hộp này bên em đang bán là 150, hôm nay bên em cũng xả kho bán anh luôn 100.000 nhá, 100k tính ra vào là chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi. Đấy, tính ra chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi, các bác lấy cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn, nhưng mà nói chung là theo em các bác nên mua cả hộp, giá nó tốt mà các bác mua về dùng dần cũng được. Đấy, mua về tầm tháng 2 tháng thay cái, mua về cả nhà dùng luôn, hoặc bác nào mua về làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này, thậm chí là các bác nhà có cửa hàng mua về bán lẻ lại được. Đấy, mua về bán lẻ cũng là có công rồi. Bình thường nếu các bác bán 15 hoặc là đến 10.000 một cái các bác vẫn cũng có công được các nhá. Đấy, còn đấy giá thì như thế, 4k một chiếc và là bàn chải lẻ là một chiếc là 4.000, còn nếu mà các bác mua cả một hộp thì là 100k nhá, cả hộp này là 100.000 luôn này. Đấy, cả hộp chỉ 100.000 thôi, giá tốt và sản phẩm dùng ok lắm, lông mềm, bàn chải than tre Hàn Quốc nhá. Tiếp theo em lên luôn các mã hàng, đó là cái thước kẹp điện tử này. Lên mã em sẽ là cái thước cây thước kẹp điện tử nhá. Đó, em báo giá luôn 100.000 một cây. Lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử này. Đấy, thước kẹp điện tử 100.000 một cây nhá, 100k trong cây thước kẹp điện tử này. Đấy, hàng đựng trong một chiếc hộp nhựa rất chắc chắn luôn, giá thì hợp lý nữa, 100.000 thôi. Nó có cả màn hình hiển thị và đi kèm thì có tặng kèm luôn các bác một viên pin luôn. Đó, đây con sản phẩm rất chất lượng này. Đấy, con này thì chất liệu của nó là bằng nhựa kết hợp với carbon nhá, nên là rất là chắc chắn. Về thì dùng thì các bác nhớ giúp em là các bác rút cho em cái tấm cell pin này ra. Đấy, nhớ giúp em là phải rút ra nhá, thì thước nó mới lên, còn các bác rút ra nó không lên đâu. Đấy, không rút không lên đâu, phải rút ra. Rút ra này. Đấy, rút ra bắt đầu nó hiện số lên luôn nhá. Đấy, và bắt đầu là các bác đo. Đấy, ví dụ như em đo cái bút này. Đấy, các bác kéo ra này. Đấy, kéo ra nhá. Đấy, các bác ép nó vào này. Đấy, xem đo là bao nhiêu. 16.3 mm này. Đấy, con này đơn vị đo của nó là mm nhá, mm. Đấy, mm.
Rồi ví dụ như là các bác đo có lại nhỏ nhỏ như là cái cọng dây sạc là xem nó to bao nhiêu này. Đấy các bác đo này. 5.3 mm này. Đấy, số chiếc các thứ là nó báo đầy đủ ở trên cái màn hình hiển thị điện tử trên luôn nhá. Đấy, và trên cái màn hình này thì nó sẽ có là hai nút này, một nút là on à ba nút nhá, một nút là nút on off bật tắt này, dùng được bật lên không dùng tắt đi. Nút thứ hai là nút zero, nút xóa sạch này, nút thứ ba là nút mili, hai đơn vị đo là đơn vị mili và đơn vị inch nhá. Đấy, hai đơn vị đo. Đấy thì các bác dùng đơn vị nào các bác bấm cái đơn vị đấy. Dùng được bật lên không dùng tắt đi, tiết kiệm pin nhá. Và đây là cái phần chỗ các bác thay pin. Con này nó sử dụng dòng mít cũ áo nên là các bác ví dụ như hết pin các bác vẫn có thể là mua ngoài thị trường, cái này nó bán rất là nhiều, hiệu sách các thứ người ta bán rất là nhiều nhá. Pin cũ áo rất là dễ mua rồi, dễ dàng thay thế và sử dụng. Đó. Và đi kèm này có tặng kèm luôn các bác một viên pin sẵn nha, để khi mà hết pin các bác vẫn có pin thay luôn. Đó. 100.000 một chiếc nhá. Đấy bác nào mắt kém mua con này về nó ok này. Đấy, nhìn số chiếc nó nảy đầy đủ ở trên cái màn hình hiển thị trên này luôn, rất ok. Giá thì hợp lý nữa. Bên em đang bán một cái chiếc thước kẹp điện tử này với giá là đi 100.000 thôi, 100k, tặng kèm cả pin luôn nhá. Tặng kèm luôn cả một cái vỏ hộp nhựa đựng bên ngoài này. Đấy, để các bác đựng cái này vào nó tránh bị va đập, nó bị vênh thước ở nhà này. Đấy, thước kẹp điện tử nhá, 100k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái ổ sạc cho điện thoại, những cái thiết bị sử dụng cổng USB và cổng Type-C này. Đấy, hàng của thương hiệu Apple, iPhone 13 Pro Max này, xịn cực kỳ luôn. Đây, con sản phẩm rất chất lượng nhá. Cái bộ này thì nó sử dụng nguồn trực tiếp là nguồn 220. Đấy, nguồn 220. Và cái nguồn vào của nó sẽ là DAC 100 đến 240V và output ra sẽ là DC 5V 3.1A nhá. Đó là nó sẽ có là hai cổng này. Bốn cổng tất cả, hai cổng chân Type-C. Đấy, chân Type-C là cái chân dẹt chân đời mới nhá, để các bác cắm nhiều những cái thiết bị nó hay dùng cái chân này này. Và hai cái cổng USB là cái cổng USB để các bác hay cắm những sạc vụ như là sạc điện thoại, rồi những cái thiết bị nó sử dụng cổng sạc USB sạc 5V là các bác có thể cắm ở đây cho em ok. Đấy, nó nhỏ gọn này, các bác là tiện ví dụ mang đi du lịch này, đi công tác đi chơi này, rồi là các bác để ở nhà đấy mình hoặc là mang đi chỗ làm mình bỏ trong túi trong cặp nó cũng rất là nhỏ gọn nhá. Đấy, vừa một cái bàn tay thôi, rất nhỏ gọn nhưng mà nó rất là nhiều cổng, các bác cắm đa năng luôn, dùng hay lắm, cắm trực tiếp điện 220 được các bác dùng thôi. Đấy, hai cổng Type-C và hai cổng USB để các bác có thể cắm những thiết bị phổ thông nhất bây giờ mà cũng rất là hay dùng cái nguồn như này đó. Rồi em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ là cái ổ điện U4 nhá. Ổ điện này là ổ điện U4 này. Bên em đang bán một cái ổ điện U4 này với giá là 80.000. Đấy, cái này nó sẽ có là 4 cổng sạc thì bên em lên mã luôn sẽ là ổ điện U4 đi cho nó dễ. U4 nhá, 80.000, sẽ bao gồm là 4 cổng sạc nha. Và những cái cổng sạc này là nó có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, khi mà các bác cắm vào là nó có lên cả đèn báo luôn. Đấy, để các bác biết là nó có điện hay chưa. U4 nhá, mã sẽ là sạc ổ điện ổ sạc U4, giá bên em đang bán là 80.000 cho một ổ sạc U4 này. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm với bác là cái dây sạc cam, lên mã em sẽ là dây sạc cam. Dây này tại bên em đang bán là 80.000 một dây. Dây này thì đợt này nó về cái lô này là dây sạc 3 đầu, nó vẫn như cái lô cũ nhưng mà đợt này nó có tăng cường thêm là phần bên ngoài nó sẽ làm hỗ trợ thêm với bác là cái phần bọc silicone. Đấy, và những cái đầu này đều đầu toàn bộ là đầu bằng kim loại hết này. Nên là khi mà bác sử dụng thì nó không bị gập gãy, không bị va đập nhá. Đấy, và nó cũng nói chung nó bền. Đây, ba đầu, bốn đầu hết các thứ nó đều bọc kim loại hết này, chắc chắn cực kỳ luôn. Con này các bác sạc đa năng, sạc cho em Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, Motorola rồi là Ajinomoto các kiểu luôn em nhá. Đấy, Honda, LG các thứ luôn. Đấy, cổng nguồn vào thì sẽ là cổng USB thì các bác có thể là cắm vào cái ổ này là ok này. Đấy, cắm ở đây thì mình có thể là sạc cho điện thoại rồi những cái thiết bị sử dụng cái cổng nguồn này là ok. Đó, và đây con này thì ba cái dây sạc này cũng có cả đèn báo luôn nhá, để về các bác biết là nó có điện vào hay chưa. Đấy, cổng chân iPhone này, cổng chân Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này. Đấy, đầy đủ ok luôn và đều toàn bộ là đều được bọc silicone nhá, nên là rất là bền, chống gập chống gãy rất tốt luôn. Nói chung là các bác mua con này về dùng thì quá là bền luôn rồi. Đấy, giá thì hạt rẻ nữa. Rồi lên mã em sẽ là cái dây sạc cam. Dây sạc cam này thì hiện tại em đang bán là đi 40.000 một dây nhá. Đấy, sạc cam là 40k cho một cái dây sạc cam. Còn cái ổ điện U4 này bên em đang bán là 80.000 một ổ. Đấy, tùy nhu cầu các bác mua như nào thì bên em nhặt cho bác như thế nhá. Đấy, lấy nguyên lẻ như vậy hoặc các bác lấy cả bộ cũng được. Đó, tùy nhu cầu. Các bác lưu ý cho em là khi mà các bác mua hàng thì nhớ cho em là hóa đơn trên 200k nhá. Hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái bút thử điện đa năng. Con này thì các bác thử điện đa năng, thử điện thông mạch rồi là các thứ luôn. Đấy, và em báo bác luôn là hàng với em thì hàng nó vẫn còn nguyên trong vỉ này, không phải là hàng linh tinh, hàng vứt vạ vật. Và thứ hai
là khi mà các bác mua bút điện bên em thì các bác sẽ được tặng kèm thêm pin nhá. Đấy, rất là chu đáo luôn. Có tặng kèm thêm cho bác là 3 viên pin nữa để về, ví dụ như là sau này cái bút điện nó hết pin là các bác vẫn có pin để các bác thay thế luôn. Ở đây, bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cọc 3 viên pin này. Đấy, và một cái cây bút điện như này. Thì nhiều bác hỏi là pin nó ở đâu, thì pin này có nhìn pin nó ở đây này. Đấy, pin đến cái đoạn này thì về các bác có thể xoáy cái phần nắp này ra để các bác thay pin nếu mà trong giờ nó hết pin. Còn hiện tại thì nó có pin sẵn rồi. Đấy, các bác thấy không? Cái này thì nó là dòng bút điện đời mới, nó không như dòng bút điện bình thường ấy. Thì các bác nó rất là tối, nhưng con này là các bác nhìn này, đèn sáng trưng luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Đèn sáng rực luôn. Con này thì các bác có thể là thử pha nóng, pha nguội, thử thông mạch này, đo từ trường các thứ này, nói chung là đa năng lắm. Con này sử dụng đa năng và giá em báo luôn nhá. Rồi lên máy em sẽ là sản phẩm là bút điện đa năng. Bên em đang bán giá sẽ là 30.000 một cây nhá. 30.000 một cây bút điện đa năng như này. Bút điện này, đấy, bút điện đa năng 30.000 một cây. Đó, 30.000 nhá. Đó, nhiều bác cứ bảo là giá nó hơi cao hơn thị trường thì em bảo luôn, hàng vẫn còn nguyên trong vỉ này. Đấy, mới keng luôn nhá. Hàng có hãng nhức đàng hoàng, và thứ hai là tặng kèm thêm pin nên giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng mà yên tâm đi. Hàng này bên em là bảo hành cho bác luôn, 30.000 thì em vẫn bảo hành luôn nhá. Hàng lỗi 1 đổi 1 luôn đấy. Bút điện đa năng 30.000 một cây nhá, thử điện dùng ok lắm. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chọc vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chọc vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhá. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa ạ. Đó, thực tế về sản phẩm cây bút thử điện đa năng nhá, đầy đủ các tính năng rất là hay luôn. 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây bút điện đa năng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái hộp thuốc ngứa nhá. Lên mã em sẽ là thuốc ngứa này. Nhiều bác hỏi lắm này. Đó, thuốc ngứa, thuốc trị hắc lào, lăng ben, rồi là nấm ngoài da các thứ nhá, rất ok luôn. Thuốc này thì bao dùng bao xài đi. Đấy, rất là nhiều bác dùng và phản hồi rất ok rồi. Đấy, hàng thì hàng chuẩn chính hãng này, các bác nhìn này. Tem nó bóng luôn này. Đấy, hàng xịn nhá, hàng chất lượng luôn. Một tuýp này là được 15 g. Đấy thì các bác mua về là có bôi thôi, nó là dạng kem bôi. Bôi vào cảm giác nó mát và nó dịu đi luôn. Đấy, các bác mà đang ngứa ngáy các thứ là bôi vào cảm giác nó dịu cơn ngứa luôn. Cái này là bản thân là người nhà em cũng ngứa này, nhiều người nhà em cũng dùng rồi mà. Nên là cho phản hồi ý kiến rất là tốt này. Đấy, vô về bôi về rất là nhạy luôn đấy. Đấy, có bác mà mua một hộp về dùng thử, lần sau quay lại bảo là lấy luôn cho tôi 10 hộp luôn. Đấy, vì bán nói chung là dùng thích quá coi nhá. Đấy, hiệu ông già này. Đó. Lên mã em sẽ là thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc trị ngứa, trị nấm, hắc lào, lăng ben các thứ cho em nhá. Bên em bán thì giá bình dân thôi. 20.000 đồng một tuýp nhá. Lên mã em sẽ là thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc ngứa 20k cho một cái típ thùng nữa nha. Đấy, giá chỉ có 20k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm chung ok. Một típ này là được là đi 15g nhá. Một típ là 15g. Thuốc trị ngứa ngáy hắc lào lăng ben. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng cực kỳ tốt luôn đấy. Nhạy lắm. Đó. 20k nhá các bác nhá. 20k. Rồi. Tiếp theo thì em lên luôn mã cho bác là cái thuốc trị này. Cũng rất là nhiều bác hỏi này. Thuốc trị nhá. Để về các bác bôi trị cũng là dạng thuốc kem bôi. Con này cũng hiệu ông già luôn nhá, hiệu ông già luôn này. Đấy, thuốc trị này, thuốc trị này. Dicitamin này. Đấy, thuốc trị trị nhá, hiệu ông già. Thuốc trị thì một tuýp này thì sẽ được là đi đây con đợi chút. 20g, một tuýp là được 20g này. Đấy, một tuýp là được 20g nhá. Đấy, rất ok luôn. Một tuýp là được 20g. Dùng xịn cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, nó cũng là dạng kem bôi thì về các bác mở ra là các bác bôi thôi. Đây nó vẫn nguyên siêu này. Về các bác cậy là các bác bôi có thế thôi, dùng rất là dễ nhá. Bôi trĩ, bôi trước các thứ cho em rất ok. Rồi lên mã em sẽ là thuốc trĩ, em bán bằng giá thuốc ngứa luôn, đồng giá cũng 20k. Lên mã em sẽ là thuốc trĩ nhá, 20.000 cho một cái hộp thuốc trĩ nha. Thuốc trĩ này, đấy, thuốc trĩ nhá, 20k nhá, 20k cho một hộp thuốc trĩ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái này là cái hộp cái bộ bấm móng của Đức nhá, bộ móng M3 của Đức này, xịn cực kỳ luôn. Bộ này thì hàng của thương hiệu Hoa Linh, các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em.
Bộ này thì sẽ gồm có bác là ba móng nhá, ba móng cho một cái bộ hộp bấm móng như này, ba móng luôn, xịn cực kỳ, chất lượng đây, hàng Quai Linh nhá, hộp nhôm luôn, ngon lành lắm. Đấy, giấy tờ đầy đủ này, bên trong này sẽ gồm có là ba móng nhá, ba móng này, hàng logo Quai Linh nhá, một cái móng to nhá, một cái móng to, đấy, một móng to này, một móng vừa vừa nhỏ nhỏ này, đấy, và một cái bấm móng khóe nhá, cái này là cái bấm móng khóe đấy để các bác sử dụng này, cái này chuyên cho bác bấm những cái móng khóe, và cái con này rất là hay. Cái tính năng của nó rất là thông minh này, là khi mà các bác bấm ấy thì các bác gạt ngay lên, chưa gạt lên thì nó sẽ bịt kín cái phần này, và khi bấm tay thì móng tay nó rơi bên trong này thì nó sẽ chứa tất bên trong này, lúc nào bấm xong này các bác đổ ra thùng rác các thứ là nó bị rơi vãi móng tay linh tinh ra. Đấy, hàng logo Quai Linh này, xịn cực kỳ luôn, sắc bén lắm, cắt ngọt cực kỳ luôn. Bộ này thì hiện tại anh em đang bán với một mức giá siêu siêu tốt luôn, dễ mua lắm, về mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ok luôn. Hàng thương hiệu Quai Linh của Đức nhá, của Đức đấy. Rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3, nó sẽ gồm có là ba móng nhá, ba móng thì lên mã sẽ là bộ móng Đức M3 120.000 một cái bộ móng Đức M3 nha, 120.000 bộ, hàng vẫn còn mới nguyên trong hộp nhá, giá chỉ có 120 thôi, giá sản phẩm giá rất tốt luôn đấy, M3 120.000 bộ nhá. Tiếp theo em lên luôn các mã hàng, đó là cái cây chổi cọ sắt này, lên mã là cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây này thì về để bác cọ rửa các vị trí các kiểu các loại này. Đây, khi mà bung ra nó sẽ thành cái cây chổi cọ sắt, cọ kim loại này, thì về các bác cọ son, cọ nồi, cọ những cái ngóc ngách ở bồn rửa bát các thứ nhà mình được rất ok. Nói chung là các bác cọ đa năng. Ở đây là những cái phần cái sợi nhỏ nhỏ này, nó là sợi inox nhá. Sợi inox thì bên em hay gọi là chở cọ sắt cho nó dễ gọi mà. Đấy, chứ còn sợi này của nó là sợi inox nhá. Đấy, tay cầm ok, có phần móc đeo luôn này, xịn cực kỳ luôn. Đấy, con này về các bác cọ cọ kia, nói chung là các bác về cọ được nhiều thứ lắm, cái này về cọ được nhiều thứ lắm, nó sạch. Rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái cây chổi cọ sắt nhá. Chổi cọ sắt mình em đang bán một cái cây chổi cọ sắt này với giá là đi 30.000 một cây, 30k nhá. 30k này. Lên mã em sẽ là chổi cọ sắt nhá, giá là 30.000 một cây. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái hộp nước giặt của Nhật này, lên mã em sẽ là hộp nước giặt của Nhật nhá. Một hộp này là 100 viên nhá, một hộp là 100 viên. Đây, hộp nước giặt của Nhật này, cực kỳ xịn luôn. Đó. Về bác dùng để giặt quần áo nhá. Con này thì các bác có thể giặt tay, giặt máy cho em đều được. Giặt tay cũng được, giặt máy được luôn. Đó. Một hộp là 100 viên nước giặt nhá. Đấy, và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên. Bên em đang bán một hộp này với giá sẽ là đi 80.000 một hộp luôn nhá. 80.000 một hộp này. Đấy, 80k trên một hộp nước giặt. Đấy, lên mã em sẽ là hộp nước giặt của Nhật nhá. 100 viên. Đấy, 100 viên. Giá sẽ là 80.000 cho một hộp nhá. 80k một hộp thôi. Đấy thì một hộp ở đây nó sẽ chia nhỏ ra và thành 5 túi, một túi này, hai túi này, ba túi, bốn túi và 5 túi. 5 túi thì các bác chia đều ra 100 viên thì tức là một túi này là 20 viên. Hai viên này nó giống như dạng viên nhỏ này. Cái này em đang dùng mà. Đấy, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng nhá. Dùng ok lắm. Giặt quần áo rất là sạch luôn. Đây. Em cũng đang xài đây. Đấy, em đang xài. Đấy nó là một cái viên nhỏ này. Một cái viên nhỏ này khi mà các bác dùng thì các bác giặt được khoảng tầm một viên này chắc khoảng tầm 3 đến 4 kg quần áo nhá. Đấy, tùy theo cái quần áo các bác như thế nào, nó bị nó bẩn hay là nó sạch hay như nào ấy thì các bác cân đối lại. Đấy, còn một cân bình thường là một cân quần áo, một túi, một cái viên bình thường này là các bác giặt được khoảng tầm 3 đến 4 kg quần áo này. Đấy, giặt được khoảng tầm 3 đến 4 kg quần áo nhá. Đó, rất là dễ dùng thôi. Đấy thì mình cứ lấy này các bác ra, các bác có thể là ngâm vào nước nó tự động nó vỡ ra, hoặc là ví dụ là đấy là các bác giặt tay, còn nếu các bác giặt máy thì các bác cứ thả trực tiếp cái viên này vào trong lồng máy giặt là tự động là nó sẽ kết hợp với nước nó sẽ vỡ ra là bắt đầu nó cứ thế nó giặt thôi, dùng tiện lắm. Bên em sẽ có là bán lẻ theo túi và có thể là bán lẻ theo hộp nhá. À, bán cả hộp nhá, bán cả hộp thì 100 viên, 100 viên như này này. Đấy, 100 viên là cả hộp thì giá sẽ là 80.000 cho một hộp 100 viên nước giặt. Đấy, còn nếu các bác mua theo túi thì giá của nó sẽ cao hơn một chút. Một túi này là 20 viên, một túi là 20 viên, và anh em đang bán giá sẽ là 20k. Đấy, 20k nhá. Đấy là một túi nước giặt nhá, một túi nước giặt này. Đấy, một túi nước giặt là 20 viên và giá sẽ là 20k. Đấy, còn nếu các bác lấy cả hộp nước giặt nhài thì sẽ là 100 viên và giá của nó sẽ là 80.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo điều này bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là cái con bàn là hơi nước này. Đấy, hàng của thương hiệu Sokani nhá, hàng hãng của Sokani luôn, xịn cực kỳ. Con này thì công suất của nó sẽ là 1500W nhá, 1500W dùng ok lắm. Bây giờ các bác nên chuyển ra sang những cái mã bàn là này đi. Đấy, đôi khi là các bác dùng những cái bàn là kia nó rất là khó, là chuyển sang cái bàn là này, nó là dòng bàn là đời mới rồi. Đấy, nó rất là dễ là, mà đôi khi là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải sắp bàn, sắp ghế các thứ ra
xong rồi các bác phải giải quần áo là các bác phải là được nhá. Rồi ví dụ như là các bác là mà không cẩn thận chẳng may nó còn sun nó cháy quần áo luôn. Nhưng con này thì nó là dòng bàn là thế hệ mới nên là rất là tiện, các bác không cần phải giải quần áo ra hay như nào cả, không cần phải kê kiếc gì, chỉ việc là các bác treo quần áo lên cho em đấy, treo nó đứng quần áo lên, sau đó là các bác lấy cái bàn là này, các bác cứ này các bác cầm các vuốt cho em đấy, cứ này các bác vuốt cho em rất là ok luôn, cực kỳ phẳng nhá. Con này nó sử dụng dòng hơi nước phun rất là mạnh, ra hơi rất là mạnh và hơi nước nó rất là nóng nên là nó khi mà là rất là phẳng luôn đấy. Và đây, đây là cái buồng chứa nước này, thì khi mà dụng thì các bác mở cái phần này ra, lấy cái phần này ra, sau đó là các bác bơm nước nó vào. Đấy, ở đây nó có cái lỗ bơm nước vào đây nhá, bơm đầy nước vào đây, sau đó là các bác lại lựa nó vào, lắp nó vào. Đấy, lắp nó vào. Đây là cái ống hút nước lên này, đây là cái ống hút nước lên, các bác lựa lắp nó vào nhá. Đấy, sau đó là các bác lại cắm điện, các bác cắm cho em trực tiếp điện 220 và bắt đầu là các bác sử dụng thôi. Đây là cái nút bấm này. Và ngoài ra nó còn có cả cái nút khóa để các bác đỡ phải bấm này. Đây là cái phần trượt lấy khóa này. Đấy, chuyển lấy khóa nhá, còn đây là nút bấm. Đó, có thể là khóa hoặc là có thể là bấm cũng được tùy nhu cầu. Đấy thì dùng các bấm, không dùng được các bác thả tay là tự động nó sẽ ngắt ra. Đấy, nhiều cái dây nhiệt đấy các bác nhá. Và đây, con này có thể cấp gọn vào tiện ở viện, các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi. Đấy, rồi là mang đi xa, mình có cái bàn là này. Cũng rất là tiện nha. Đó. Và em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái con bàn là hơi nước của thương hiệu Sukani này với giá sẽ là đi 310k nhá, 310k bàn là hơi nước nhá, bàn là hơi nước này 310.000 trong một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn, 310k trong một chiếc bàn là hơi nước này, bao ship tận nhà. Nói chung là các bác nên dùng, chuyển sang dùng cái con này cho em, dùng thích lắm, đảm bảo bác là dùng các bác ưng luôn, dùng thích cực kỳ là sướng lắm. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Một chiếc bàn là hơi nước cầm tay rất hot một năm về trước, vậy thì không biết sau một năm sử dụng nó còn tốt không nhỉ, cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian, chất liệu như ABS khá là bền, nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay, một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm, công suất máy 1300W làm nóng gần như ngay lập tức, cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi đấy, có thấy không, anh này anh vuốt hai đường cái phẳng ly luôn nhá. Đấy là với có hai đường thôi. Quần kaki. Quần kaki luôn này, áo khoác luôn này. Có một điểm chơi nhẹ. Con này nó không bị kén vả đâu. Con này là hết rồi. Tỉ mỉ như mình ý, thì nó chỉ dùng được cho hai cái áo sơ mi, hai cái quần hoặc là một cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Một chiếc bàn là hơi nước. Xứng đáng ba chữ ngon, bổ, rẻ nhá. Dùng thích mà, dùng thích lắm. Cái này nhà em đang dùng rồi. Công suất thì con này đã đang cải tiến, công suất của nó sẽ là 1500W này và sẽ sử dụng điện 220 nên là các bác về dùng rất là ok rồi. Đấy, sản phẩm bây giờ này đang sale giá cực kỳ tốt luôn, 310.000. Con này có những bữa trước bên em đang bán là 350, 370 thế, đợt này đang giảm giá rất sâu rồi. Giá chỉ có nó 310k thôi. Dễ mua mà sản phẩm dùng chất lượng lắm. Đó. Bàn là hơi nước nhá, 310.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn các hàng, đó là cái bộ vít V9 này. Lên mã em sẽ là bộ vít V9, em báo giá luôn, bên em đang bán là 40.000 cho một cái bộ vít V9 này nha, 40.000 bộ thôi. Cái này thì dùng tiện lắm, các bác về là có ví dụ như là có những cái máy khoan pin mà nó có sẵn những cái chân lục giác là về các bác lắp vào là ok này, hoặc là mình có cái những cái tô vít mà nó có cái chân lục giác về các bác xỏ để các bác xoáy như con ốc này, đấy như kiểu là cái này kiểu đầu trong đầu chụp ấy nhá. Đấy các bác về các bác lắp. À về các bác dùng để xoáy. Đây nó sẽ có là các cỡ đầu vít là từ nhỏ nhất là sẽ là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, tức là từ 5 cho đến 13 nhá. Từ 5 là đầu nhỏ nhất này, đầu ốc 5 là đầu ốc nhỏ nhất này, cho đến đầu ốc 13 sẽ là đầu ốc lớn nhất nhá. Đấy, mở ra một ốc lớn nhất đó để các bác mở những cái con ốc nhà mình ra, nó là cái dạng đầu chụp, đầu chụp ốc lục giác nhá, và cái chân vào của nó cũng là chân lục giác luôn. Đấy, rất là phù hợp cho các bác về lắp máy khoan pin, thép CRV cứng cáp dày rất lắm. Đó, rồi em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang bán bộ vít V9 này với giá là 40.000. Bộ này sẽ gồm có là tổng là chín cái đầu xoáy như này. Đấy, chín cái đầu xoáy này và các cỡ là từ 5 cho đến 13 nhá, từ 5 đến 13. Với giá chỉ có 40.000 thôi mà đi kèm là có một cả một cái vỉ để các bác dắt vào này luôn. Đấy, rất ok. 40.000 nhá. Cái này là cái bộ vít mã sẽ là V9 nhá, V9. Đấy, V9 40.000 cho một cái bộ này. Đấy, hàng chất, hàng xịn chất lắm. Sản phẩm chổi lau nhà tam giác bên số hàng tiếp tục về vụ ác nhá. Lên mã em sẽ là cái chổi lau nhà tam giác này. Cái này thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì các bác chỉ việc bóc ra, sau đó là mình kết nối vào thôi. Bên em thì tại tháo sẵn là để tiện cho việc vận chuyển mà. Đấy, vận chuyển nó đỡ cồng kềnh. Đấy, còn không thì về bác lắp vào. Đấy, nó sẽ có ba khúc như này này, ba khúc đây.
ba khúc này nhá. Đấy, ba khúc này em sẽ quay bác xem luôn này. Đầu tiên là khúc đầu tiên là khúc nhựa cả cả phần lau phần cán này. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái khúc này vào nhá. Đây, tiếp theo là cái khúc inox này. Đấy, bác xoáy vào con này, kết nối nó bằng gen xoáy nên rất là dễ dùng. Đấy, chỉ việc xoáy thôi, xoáy chặt vào ok rồi. Tiếp theo nữa là khúc tiếp theo là khúc tay cuối cùng, tay trắng này, các bác lắp vào cho em. Đấy, các bác lại xoáy vậy nhá, ấn chặt sau đó các bác xoáy vào, đấy, sẽ kết nối vào với nhau. Có thế rồi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đó, con này nó có chế độ là tự vắt cũng như là lau các kiểu các loại luôn, có thể là cao lau các ngóc ngách nhá. Đấy, các bác nhìn cái phần nó gập lên gập xuống này, đấy, gập ra gập vô các kiểu luôn này. Đấy, xoay 360 độ cho em luôn nhá, xịn cực kỳ. Phần miếng lau này lau rất là thấm hút nước này và lau rất là nhanh khô, xịn cực kỳ luôn. Đấy, cái chỗ này thì nó dài dài chắc khoảng tầm là đi chắc là dài khoảng tầm một chắc khoảng tầm mét mét ba mét rưỡi ạ. Đấy, nói chung nó khá là dài để các bác sử dụng lau nhà này mình nhá, lau nhà, lau cửa, lau kính, lau kia. Con này lau đa năng lắm và có cả chế độ tự vắt nhá. Cái chế độ tự vắt rất là dễ dùng thôi, các bác chỉ việc là một tay các bác cầm ở đây, một tay các bác cầm ở cái phần tay cầm các bác rút cho em này, rút này. Đấy, rút là sẽ tự động nó sẽ vắt vào nhà. Đấy, đây nó vắt, nó chụm mà nó vắt khô luôn nhá. Đây nó chụm nó vắt này, các bác nhìn không? Đấy, chụm nó vắt này. Các bác chỉ việc đẩy thả ra cái là tự động nó sẽ xòe ra bình thường. Đấy, nó sẽ xòe ra như bình thường, rất tiện dụng luôn nhá. Có cả chế độ tự vắt luôn. Rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái cây chổi lau nhà tam giác. Bên em đang bán một cái cây chổi lau nhà tam giác này với giá là đi 100k nhá, 100k. Đấy, 100k cho một cái cây chổi lau nhà tam giác này, 100.000 một cây. Đấy, còn nếu các bác muốn mua thêm miếng lau thì bên em có bán kèm thêm miếng lau để về có thay thế nhá. Một cái miếng lau tam giác này thì hiện tại bên em đang bán một miếng lau tam giác này với giá là đi 20k nhá, 20k. Đấy, thì mình có thể mua thêm để về các bác thay thế cái miếng này này. Dù cái miếng này nó lau lâu ngày nó hỏng, nó mòn thì mình có thể mua thêm một vài miếng này về mình lau mình thay thế. Đấy, 20.000 một miếng này nhá, 20.000 miếng. Còn nếu mà nguyên chổi thì là 100.000 tùy nhu cầu. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm nhá. Muốn nhà sạch mong sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này. Vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng góc xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bàn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín khít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một, nếu có lỗi thì nhà sản xuất anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Muốn nhà sạch mong sáng bóng không một hạt bụi thì sao? Thực tế về sản phẩm nhá, chúng ta có thể lau các trên cao dưới thấp này, lau trên mặt kính rồi là tường gạch men đá hoa các kiểu luôn. Nói chung là con này lau đa năng lắm nhá. Đấy, lau mọi ngóc ngách, có một cái chế độ tự vắt, chế độ rất là hay trong con chổi này. 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây chổi lau nhà tam giác này. Và nếu các bác muốn mua thêm cái miếng lau đi kèm để về thay thế thì thì thêm cho em là 20k một miếng nữa nhá, 20.000 miếng, còn chổi sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái dòng đá mài bên em tiếp tục hoàng về nhá. Lên mã em sẽ là đá mài Nhật này. Dòng đá mài của thương hiệu Katashiwa Made in Japan, rất là xịn luôn. Con này thì cái độ mịn của nó sẽ là 10.000 và 5.000, hàng của Made in Japan nhá, thương hiệu sẽ là Katashiwa. Nó sẽ có là hai mặt, một mặt 10.000 và một mặt 5.000. Mặt 5.000 thì để các bác mài phá, còn mặt 10.000 thì các bác mài sắc thôi nhá. Đấy, thì về các bác sử dụng rất là hay luôn. Về các bác mài dao nọ dao kia các kiểu lại, và đi kèm này nó sẽ có là một cái miếng lót cao su này, để khi mà các bác để viên đá lên thì các bác mài mà nó không bị trượt viên đá nhá. Đấy, các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, thì mình làm thì làm, các bác là cứ phải có một cái kê thật là chắc, ví dụ cũng như đá mài thế, các bác phải có một cái viên đá mà nó có một cái miếng kê này thật là chắc, thì khi mà các bác mài con dao thì các bác đi con dao nó mới mượt. Đấy, nó với chuẩn dao được. Mài dao nó cũng là cả một nghệ thuật nhá. Đấy, chứ không phải ai mài đâu. Đấy, thì bác nào mới dùng thì cũng có thể là xài sản phẩm này dùng ok lắm. Thì nó là dòng đá mài nước nhá. Dòng đá mài nước thì trước khi về mài thì các bác nhớ giúp em là ngâm nước nhá. Ngâm, cứ ngâm cho vài ngày được, ngâm cho nó đẫy nước đi. Sau bắt đầu là các bác mài. Đấy, thì lúc mà mài các bác thấy cảm thấy là mài được con dao nó cũng rất là thích luôn. Đấy. Mài dao cũng là một nghệ thuật mà. Đấy, nếu khi mà các bác mài dao mà các bác đi thám miếng thịt thì cảm thấy nó sắc là cũng rất là thích, dùng nó rất là ok. Đấy, ưng lắm. Đá mài cực kỳ thích luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ sản phẩm là đá mài. Con này mã sẽ là đá mài A nhá. Đá mài A.
độ mịn sẽ là đi 5.000, 10.000. Và em đang bán một viên đá mài A này với giá chỉ có 90.000 đúng không nhá, 90k một viên đá mài A, 90.000 một viên đá mài A, giá cực kỳ tốt mà đá dùng thích chất chữa. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn áp cái hàng đó là cái cây chổi cọ lông xù này. Đấy, con này thì nó là cái cây chổi cọ, thực ra nó không phải lông, nó là từ cước ạ. Đấy, nó là từ những cái sợi cước này, sợi cước rất là nhỏ nhá, để về các bác cọ cọ những cái phần khe kẽ thứ rất là sạch, đặc biệt là ví dụ như là những phần khe thì nó có đầu nhọn này các bác xỏ nó ra này. Đấy, sau đó các bác giật kéo lại nó rất là sạch sẽ luôn, rất ok. Đây, những cái phần cước nó dựng đứng như này, này đó, phần tay cầm có chổi luôn nhá. Con này cái tổng chiều dài của nó là 24 khoảng tầm 70 nhá, 70 cm, dài khá là dài luôn đấy các bác, sử dụng hay lắm và có thể là uốn đi. Đấy, uốn eo các kiểu các hướng luôn nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, giá đẹp lý nữa. À, bên em đang bán một cây chổi lông xù này với giá là đi lên mã em sẽ là chổi lông xù, giá em đang bán một cây chổi lông xù là đi 50.000 một cây thôi, 50k nhá, 50k này, chổi lông xù giá 50.000 một cây. Đấy, 50.000 một cây chổi lông xù này, dùng tiện cực kỳ luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm chổi lông xù này. Đấy. À, bình thường là các bác phải cọ rửa quạt rất là mất công đây các bác nhìn này. Đấy, các bác cứ xỏ qua những cái khe lồng quạt các bác tuốt nhá, sạch sẽ ok luôn. Đấy, các bác dùng để cọ rửa những cái đồ đạc nhà mình, tivi, tivi các thứ rất là hay. Đấy, dễ dùng, dễ sử dụng mà sạch sẽ lắm. Đó, thấy không? Đấy, các bác nhìn các bác tuốt này, đấy, vệ sinh nhá, các kiểu luôn, sạch sẽ ok luôn, điều hòa rồi là các kiểu luôn nhá. Đó. 50.000 một cây nhá, 50.000 một cây, mã sẽ là cây chổi lông xù, 50.000 một cây. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác, mã hàng đó là cái túi giác cuộn này, túi giác cuộn bên em đang gửi bác giá thì một túi giác cuộn này giá sẽ là 40.000. Một cái túi này sẽ gồm có bác là 5 cuộn nhá. Đấy, 5 cuộn túi định giác nha. Đấy, 5 cái cuộn lẻ 100 nhá. Lên mã em sẽ là túi giác cuộn, bên em đang bán một cái túi giác cuộn 5 cuộn này với giá là 40.000 thôi. 40k nhá, 40k là một cái túi giác 5 cuộn nha. Đó thì đây, cái này em đang dùng mà thực tế dùng thích lắm. Đó, túi cực kỳ dai, dùng các bác đùng đựng rác đựng đồ rất ok. Đó, đây nó là một cái quặn nhà, thì về khi mà các bác lấy cái quặn ra nhá thì bắt đầu là các bác gỡ nhà này, gỡ nhà này, lần ra này, lần ra, lần đến cái đoạn nào bắt đầu là đoạn nối đây này, đoạn nối đây bắt đầu được các bác xé nó em nhá, xé ra. Đấy, các bác xé nó cho đấy, xé ra cái mép mà nó dập sẵn rồi đấy, các bác cứ xé ra, sau đó là các bác dở ra xem, dở ra bắt đầu các bác đựng rác thôi. Đó, dở ra đựng rác, đựng rượu đây rồi là đựng đồ đây, rất tiện dụng luôn. Túi thì cực kỳ dai nhá, túi dai lắm. Đấy, túi dai mà nó co giãn tốt, mà túi thì to nữa. Túi này thì kích thước của nó dài là 40, mà dài 50, rộng 45 nhá. Đấy, dài 50 và rộng là 45, túi to, chất lượng, dai cực kỳ luôn. Này các bác cứ giật thoải mái, không lo bị đứt. Giật thoải mái này. Túi dài cực kỳ luôn nhá. Đó. Rồi, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái túi rác, một túi rác 5 cuộn nha. Với giá sẽ là 40.000 cho một cái túi rác 5 cuộn nhá. Dùng hay lắm. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các hàng đó là cái cây kéo văn phòng, lên mã em sẽ là cây kéo văn phòng, cây này thì hàng của thương hiệu Asaka Japan. Cái này thì về để chuyên các bác cắt giấy, cắt những đồ văn phòng có thứ rất là tiện, hoặc là các bác mua về thậm chí các bác có thể cắt trong nhiều việc, nói chung là sử dụng trong nhiều việc nha. Nhưng mà thực ra thì người ta hay dùng cái cây này để cắt giấy vẫn là chuẩn nhất. Hàng của thương hiệu Asaka Japan, thép sẽ là thép SK5 sắc bén cực kỳ luôn. Đây em sẽ cắt cho bác xem này. Bình thường là những cái giấy mà nó mềm như này, các bác cắt nó rất là dễ bị nhai nha, rất là dễ bị nhai. Đây em sẽ cắt bác xem nhá, để xem nó bị nhai hay không. Nếu mà nhai thì chứng tỏ là kéo nhụt, chứ còn nó cắt ngọt là chứng tỏ là kéo sắc nhá. Đây các bác xem này, không nhai gì nào luôn, sắc cực kỳ luôn. Con này thì em nói chung là bao bác dùng luôn, bao dùng bao xài. Đây có đây không, kinh khủng khiếp luôn. Đây là giấy mà nó cái túi bóng nó mềm nhút đây nhá, đấy, nhưng mà nó cắt ngọt như này. Chứ còn bình thường mà các bác cắt những giấy trước thì nó quá là ngọt ngào luôn. Đấy, giá thì siêu hạt rẻ rồi, nên mã em sẽ là cái cây kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng hàng thương hiệu Asaka Japan. Asaka Japan bên em đang bán một cây kéo văn phòng này, giá thì siêu hạt rẻ rồi, 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây kéo văn phòng. Đấy, kéo văn phòng 30.000 cho một cây kéo văn phòng nha, xịn, chất lượng chắc chắn. Đó, 30.000 một cây nhá. Súng mồi lửa thì tại bên em vẫn còn đang còn hàng vũ ác nhá, nên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Cái cây súng mồi lửa này về dùng rất là tiện, về các bác dùng để mồi bếp này, rồi là các bác đốt hương đốt nến này, mồi lửa này dùng tiện cực kỳ luôn. Thì đây hàng nó vẫn còn mới như trong vỉ nhá, thì khi mà về các bác mở trong nút mở khóa này đẩy lên, sau đó các bác bấm này. Đấy, bấm là nó sẽ ra lửa thôi. Con này thì các bác có thể điều chỉnh ga to nhỏ này bằng thao tác là các bác xoáy ở cái phần vòng này. Đấy, điều chỉnh ga to nhỏ đây nhá, rất ok luôn. Đấy, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy,
Và ngoài ra con này nó có thể là bơm ga. Hiện tại thì ga đã đang có sẵn ở trong này rồi. Thì nếu mà các bác dùng hết thì mình có thể bơm ga qua cái lỗ này. Đấy, bơm ga vào ok luôn. Bơm ga để lần sau mình có thể tái sử dụng nhiều lần nhá. Đây, đánh lửa rất là nhạy. Và con này nếu nó rất là to tát như là bình thường là các bác dùng những con máy lửa ấy, mà đôi khi là người già mắt kém dùng những cái con máy lửa đấy mà đôi khi mà nó bị rơi trước là rất là khó tìm, nhưng con này nó rất là to dễ tìm, mà đặc biệt ví dụ các bác để trên bàn bàn thờ nhìn nó lịch sự, và các bác dùng để thắp hương thắp nến dùng ok luôn đấy. Và nó nói chung là vấn đề là nó chắc và nó an toàn, không lo về nó bị giò ga nó nổ ga thứ là dùng ok lắm các nhá. Đấy, báo giá bác luôn, lên mãi sẽ là sản phẩm là cái cây súng mồi lửa nhá. Súng mồi lửa bên em đang bán một cây súng mồi lửa này với giá là 30k, 30.000 một cây súng mồi lửa này. Súng mồi lửa nhá, 30k cho một cây súng mồi lửa này, dùng tiện lắm. Đấy, mồi lửa mồi liếc các thứ ok luôn, đánh lửa tự động các kiểu luôn nhá, và có cả cái phần điều chỉnh ga to nhỏ ok luôn. 30.000 một cây, giá hạt rẻ mà nói chung là mỗi gia đình nên có một chiếc, đôi khi là mình cần những cái đồ có lửa này mình mồi lửa các thứ là tiện cực kỳ luôn. 30.000 một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn các bác, đó là cái lọ kẻ vạch này, lên mã cho cái lọ kẻ vạch. Một lọ này là 300g, dùng nhiều lắm. Đấy, các bác mua về để các bác kẻ những cái phần vạch vạch ở viên gạch nó bị cũ nhá. Đấy, rồi là nói chung là những cái phần khe kẽo nó bị hở đấy, các bác bơm cái này và để cho nó đầy lên nhá, nhìn cho nó đỡ mất thẩm mỹ mà nhìn nó đẹp hơn. Đấy, con này nó màu trắng nhá, thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm ra một cái đầu để các bác phụt ra nhà, thì về các bác muốn dùng cái đầu này thì các bác mở nó ra lắp cho em cái đầu vào và các bác đục ra các bác dùng thôi. Đó, một lọ này là 300g, dùng nhiều lắm. Giá bên em đang bán một lọ kẻ vạch thì với giá là đi 50k một lọ nhá, lên mã em sẽ là lọ kẻ vạch. Đấy, lọ kẻ vạch 50.000 một lọ kẻ vạch như nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm để các bác dễ hình dung hơn này. Đây, chỉ cần bóp và kéo ô biến căn nhà của bạn trở nên mới tinh và trắng sáng với chai keo kẻ chỉ gạch công nghệ Hàn Quốc này. Bạn không cần phải thuê thợ tốn tiền triệu để xử lý những vết ố vàng ẩm mốc trên sàn nhà. Với giá chỉ bằng 2 bát phở, bạn có thể tự làm một cách dễ dàng mà vẫn đẹp như thợ làm, chỉ với vài thao tác đơn giản kéo giúp phủ lên chỉ gạch một lớp gốm trắng siêu xịn sò, từ nhà bếp đến phòng tắm, nhà vệ sinh, giúp che đi những vết mốc, vết bẩn ố vàng, vết nấm mốc. Giải pháp ưu việt cho ngôi nhà của bạn, độ bền của lớp gốm có thể lên đến 5 năm. Sản phẩm có độ chống tấn cao, bền bỉ, mang đến cho căn nhà của bạn cảm giác tươi mới sạch sẽ như vừa mới xây. Sản phẩm được kiểm tra trước khi thanh toán, mọi người nhanh tay lên nhé. Đó, thực tế về sản phẩm lọ kẻ vạch bên em gửi bác nhá, giá em đang bán một lọ kẻ vạch với giá là 50k. Đấy, về thì các bác kẻ những cái phần vạch những cái vạch cũ các thứ nhà mình thành một cái vạch mới, rồi những cái chỗ nào nó bị hở thì bác bơm này vào cho đầy lên nhá. 50.000 một lọ. Máy sấy tóc hàng Mỹ Shop tiếp tục về vụ bác nhá. Lên mãi sẽ là cái con máy sấy tóc này. Đấy, máy sấy tóc dùng ok lắm. Con này thì công suất nó sẽ là 3.500W nhá. Các bác dùng gia đình con này là ok này. Đấy, dùng gia đình công suất nó vừa đủ, không bị nhỏ quá và không to quá. Nhỏ quá đôi khi các bác sấy không được, mà to quá thì sấy đôi khi nó tốn điện, để bác dùng con này xem. Con này thì về các bác cắm trực tiếp vào điện 220V là các bác dùng thôi. Đấy, chuyên để dùng để sấy đồ sấy tóc này. Ở đây sẽ có tích hợp cho bác là hai cái công tắc để các bác chỉnh nha, một công tắc chỉnh gió và một công tắc là chỉnh độ nóng, nóng nhiều nóng ít, và gió nhiều gió ít thì các bác chỉnh hai công tắc treo là xong. Đấy, về cứ ghim điện và dùng thôi, dễ dùng và dễ sử dụng mà đôi khi rất là cần nhá cho một con máy sấy tóc nha. Rồi báo giá bác luôn, lên mã em sẽ là máy sấy tóc nhá, hàng này hàng bãi vẫn còn rất là mới, giá thì gọi là siêu siêu hạt rẻ luôn, 150k, 150.000 nhá, 150k cho một con máy sấy tóc này nhá, giá thì 150k thôi, giá sản phẩm ok và giá chất lượng. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả này, các bác sử dụng trong nhà bếp này. Con này thì chuyên để bác cắt gà, cắt thịt, thịt xương, chiến hết cho em luôn. Đấy, gà, vịt, cắt các kiểu lại luôn nhá. Hàng thì của thương hiệu Wailing của Đức, đấy, Made in Germany này. Đấy, con này thì các bác cứ nghiến cho em thoải mái, nghiến xương gà, xương vịt các thứ cho em cắt thoải mái luôn đi. Đấy. Ở phần này nó có phần răng cưa để các bác có thể đánh vẩy cá này, vừa có thể là cắt vừa đánh vẩy cá, nói chung là sử dụng đa năng trong nhà bếp nhá, cắt rau cỏ thịt thà xương xương cá xương kia các thứ, rồi là xương gà xương vịt ok cho luôn. Rồi giá thì gọi là siêu siêu hạt rẻ, giá giật mình luôn đấy, 90.000 một cây. Lên mã em sẽ là cái cây kéo gà của Đức nhá, kéo gà Đức 90.000 một cây, kéo gà Đức này cắt sắc bén lắm, dùng ok lắm, 90.000 một cây. Đây, đấy, cắt cực kỳ thích luôn, 90k một cây kéo gà Đức nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là một cái mã hàng rất là hay, đó là cái cây thước sao chép, nói chung là một cái sáng tạo vĩ đại của nhân loại này. Đấy, con thước sao chép dùng tiện cực kỳ luôn, ví như là các bác đo những cái chỗ phần góc ngách nhà các bác không thể dùng thước các bác đo được, các bác dí ngay trong cái con thước sao chép này vào thì nó sao chép y xì phó cái hình dạng mà khi mà các bác muốn cần, tuy nhiên đến cái phần ke cột
ở phần hõm cột mà các bác đo vào để các bác cắt, ví dụ cắt đá hoa đấy là các bác dùng cái này để các bác dí vào nó thì nó sẽ ra đúng như hình thù rồi các bác thế, các bác sao chép các bác ra, các bác vẽ lại viên đá mà các bác cắt lại đúng như thế là các bác lắp vào là vừa khít luôn, dùng tiện cực kỳ. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm nhá, và em báo giá luôn, bên em đang bán một cây thước sao chép này với giá của nó sẽ là đi 100k nhá, 100.000 cho một cây thước sao chép này nhá, 100.000 một cây đó. Đây các bác cùng xem là bình thường này, đấy những phần kia kẽ này, các bác đo thì rất là mất thời gian, nó nhằng lắm, để các bác dùng ngay này xem, ấn cá tụt xuống nhá, đấy, ví dụ như cái ống nước này, đấy, thấy không, ra vòm luôn nhá, ra hình luôn, rất ok, đấy, uốn lượn các kiểu luôn nhá, khớp luôn, đấy, thấy không, tiện cực kỳ, đó, phần ke góc ke kia còn những phần lồi lõm các thứ con này chiến hết luôn, đó, một cái mã hàng đó là cái cây thước sao chép nhá, thì em đang bán là 100.000 một cây. 100.000 một cây, con này chất liệu nó bằng nhựa hết nhá, và tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm đó, 100.000 một cây nhá. Tai nghe không dây hàng của Nhật bên em vẫn còn hàng vũ bác nhá, bên mãi em sẽ là cái tai nghe không dây của Nhật này, xịn cực kỳ luôn. Cái này thì nó là kết nối dòng tai nghe kết nối không dây, kết nối với lại Bluetooth nhá. Đấy, hàng của thương hiệu AirPods Pro này, hàng chuẩn chính hãng của Apple, xịn cực kỳ luôn. Đây, sẽ bóc cho bác xem một hộp nhá, hàng vẫn nguyên siêu này, đấy, nguyên siêu luôn nhá, hàng made in Japan, xịn cực kỳ. Con này thì bao dùng bao xài, nói chung là nó đang được mệnh danh là phòng ba di động, rất là hot luôn, nghe cái nhạc nó ấm lắm, nghe tai nghe thích lắm đó. Thì đây, hàng made in Japan, đấy, rất ok, tai nghe của Nhật nhá, cực kỳ xịn luôn. Thì về rất dễ dùng, các bác chỉ việc mở nắp và các bác kết nối với Bluetooth của máy thôi. Đấy, con này mã của nó sẽ là tai nghe AirPods Pro, đây có mã ở trên phần thân hộp luôn này. Đấy, kết nối với cụm từ AirPods Pro để các bác kết nối với tai nghe là ok. Đấy, và khi mà hết pin các bác cắm sạc ở phần chân dưới này, cắm sạc vào cái đốc này là xong. Đấy. Và một lưu nhỏ nhỏ, khi mà các bác mua thì các bác lấy ở tay bên nào thì các bác đeo vào tay đấy nhá. Ví dụ như là các bác lấy ở tay bên phải thì đeo vào tay bên phải, lấy ở tay bên trái thì đeo vào tay bên trái nhá. Đấy, rất dễ dùng thôi. Đó, hàng made in Japan luôn, xịn cực kỳ. Đây. Đấy, made in Japan xịn lắm nhá, tai nghe của Nhật. Mệnh danh là phòng bay động, bữa trước là có mấy bác lấy là mấy bác bảo mà nói chung là nghe cực kỳ chất rồi. Đấy, nghe còn tao mua con tai nghe hơn triệu tao nghe không dám sao. Đấy, nghe con 170 quá ra là cũng rất là ngon luôn nhá. Đây, hàng này, đấy, made in Japan, Apple in California nhá. Rồi em báo giá luôn, lên mãi sẽ là tai nghe không dây. Bên em đang bán một cái hộp tai nghe không dây với giá là 170k nhá, 170k thôi. Tai nghe không dây, đấy, tai nghe không dây AirPods Pro nhá. Đó. AP Pro 170.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn các bác ha, nó là cái đuôi đèn điều khiển này. Lên mã em sẽ được cái bộ đuôi đèn điều khiển nhá. Đấy, cả bộ bao gồm là cả đuôi, cả bóng, cả pin luôn này, xịn cực kỳ luôn. Thì rất là dễ dùng, thì cái điều khiển thì về các bác nhớ cho em là lắp pin vào. Điều khiển thì về các bác lắp pin vào nhá. Điều khiển này thì về các bác lắp pin vào cái phần dưới này. Đấy thì bác có cái điều khiển nhá. Và cái phần đuôi này thì về nhà mình có cái đuôi cũ sẵn, các bác lắp vào cái đuôi sẵn nhà mình cũ nhà mình, sau đó cái phần đuôi này các bác lắp cho em bóng là xong. Đấy, và cứ thế các bác bấm điều khiển thôi. Con này khi mà lắp pin vào nó sẽ bật tắt này, rồi ngoài ra chức năng nó có chức năng hiện giờ 15 phút sau khi tắt này, 30 phút là sau khi hết 30 phút nó sẽ tắt này, 60 phút này. Đấy, tiện cực kỳ luôn. Giá em đang bán một cái bộ đuôi đèn điều khiển này với giá là đi 80.000 bộ nhá, lên mã em sẽ là đuôi đèn điều khiển. Đấy, đuôi đèn điều khiển nhá, giá chỉ có 80k thôi. Đấy, dễ mua, sản phẩm cũng ok. Đây nhá, cái này anh em cũng đang dùng mà. Cái này anh em đang dùng này, các bác nhìn này. Tắt này, mở này, tắt này, mở này, 15 phút này, 30, cái này chức năng hiện giờ, còn chủ yếu là các bác dùng cái này thôi. Con này các bác có thể cầm tay bấm, còn không thì đây anh em đang treo lên để bấm. Đấy, thay những công tắc bình thường, không cần phải dây dợ lằng nhằng. Đấy, lắp cái này vào là ok luôn nhá, tiện lắm. Đó thì các bác lên mã nha, sẽ là đuôi đèn điều khiển nhá. Đuôi đèn điều khiển 80.000 một cái bộ đuôi đèn điều khiển nha. Tiếp theo thì em lên luôn các cái hàng đó là cái cây kéo gào Nhật này, lên mã em sẽ cái cây kéo gào Nhật nhá. Con này thì nói chung là nó đẳng cấp rồi, chất lượng rồi, hàng Nhật, hàng made in Japan. Đó, đây còn thấy không, con này chuyên để bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương. Thép sẽ là thép SK5 sắc bén cực kỳ luôn. Đấy, con này thì nhiều chức năng lắm, chức năng cắt chiếc này, rồi có chức năng là kẹp này. Ở các bác mua những cái càng cua gẹ về các bác lấy con này các bác kẹp này, rồi là chức năng đánh vẩy cá này. Đấy, nó cũng phần răng cưa để có thể làm sự các bác dùng để đánh về cá nhé. Nói chung là đa chức năng luôn, dùng ở quê ok luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ là mấy cái cây kéo gà Nhật, kéo gà Nhật hàng made in Japan. Bên em đang bán một cây kéo gà Nhật này với giá là đi 130k thôi, 130.000, 130k nhá, kéo gà Nhật. Đấy, kéo gà Nhật nhá, 130.000 một cây kéo gà Nhật nhá, xịn cực kỳ luôn.
Đấy, chấm hết các loại kéo thị trường luôn, cắt cực kỳ ngọt ngon sắc bén. Rồi sản phẩm tiếp theo em lên luôn các mã hàng đó là cái đèn pin đồ đầu cảm biến này, lên mã em sẽ cái mã hàng đó là đèn pin đồ đầu cảm biến hoặc là đèn wifi nhá. Đấy, đèn pin đồ đầu cảm biến hoặc là đèn wifi đều được, đèn wifi. Con này nó có chức năng cảm biến với tay, nó tự động tắt mở rất là hay nhá. Báo giá bác luôn 140.000 một chiếc nhá. 140k cho một con đèn pin wifi, đèn pin đồ đầu cảm biến nha, dùng tiện lắm. Đây. Hàng vẫn còn mới như trong hộp này. Đấy, về các bác sử dụng dùng để đeo đầu, đôi khi các bác mua những cái đèn đeo đầu rất là tiện này. Đấy, mình ví dụ tay mình đang bận làm việc mình không thể cầm đèn được thì các bác đeo lên đầu, vừa có thể là soi sáng vừa có thể làm việc. Sử dụng luôn đây. Chắc chắn chất lượng luôn nhá, cầm đèn nặng trịch. Phần dây thì dây co giãn 4 chiều. Đấy, đeo rất là êm đầu không bị lằn nhá. Ở đằng trước này. Trên này nó có một cái miếng đệm lót rất là êm này, các bác đeo không bị nhức đầu này. Rồi là phần trước nhá. Đấy, phần trước thì đầu đèn sẽ là bằng thân nhôm nên là khi mà sử dụng các bác dùng nó tản nhiệt rất tốt. Những cái dòng bóng mà nó sáng ấy thì nó sẽ cho ra cái nhiệt cao, thì con này nó thiết kế dạng thân nhôm nên là khi sử dụng nó tản nhiệt rất tốt và nó bền. Đó, rất chất lượng nhá. Và đây, trên này thì sẽ có bên hông này sẽ có là hai cái cổng, một cái cổng sạc vào, cái chân chân bé này là cái chân sạc vào này, còn cái chân to là cái chân sạc ra. Ví dụ như là điện thoại của bác hết pin thì dùng cái nguồn điện 5V 2A thì các bác có thể là cắm vào cái cổng USB để các bác sạc cho điện thoại nhá. Nghĩa là vừa có thể làm đèn pin vừa có thể làm sạc dự phòng nó luôn, rất là hay. Đó, còn đây là hai nút bấm này, một nút bấm công tắc bình thường và một nút là nút cảm biến. Thì đây em sẽ hướng dẫn bác luôn. Các bác bấm bình thường hoặc bấm ở đây. Đấy, nó sẽ sáng là bình thường. Đấy, bấm một lần này, sáng nhất này, bấm lần sáng vừa này, bấm một lần sáng nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nó còn báo luôn cả phần trăm pin luôn nhá. Báo luôn cả phần trăm pin 25 50 75% này. Và cái chế độ là chế độ wifi thì các bác muốn sử dụng chế độ cảm biến các bác ấn vào cái hình biểu tượng wifi này, ấn vào. Đấy, con này em vẫy tay này. Điện. Vẫy tay đèn tắt này, vẫy tay cái đèn mở này, vẫy tay cái đèn tắt này. Mở này, tắt này. Mở này, tắt này, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, trong một con sản phẩm mà cái con đèn cảm biến nha. Đấy. Thấy không? Đấy, nó cảm biến cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, các bác có thể là vừa dùng làm vừa dùng chức năng bình thường vừa có thể dùng chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy thì về các bác sử dụng thôi. Đấy, đeo lên đầu rất ok. Rồi em báo giá lại một lần nữa nhá. Bên lại em sẽ là đèn pin độ đầu cảm biến. Thì em đang bán là 140.000. À, con này nó có một chức năng nữa, đó là cái chức năng chỉnh pha này. Đấy, bình thường là pha nó sẽ như này, các bác muốn cho nó hẹp vào thì các bác thu nó vào, các bác muốn cho nó rộng ra thì mở nó ra. Đấy, đèn khá là sáng luôn nhá, đèn sáng cực kỳ luôn. Đây con nhìn này. Đấy, thu pha vào nhá, rất tiện dụng luôn. Chỉnh pha đây bác bằng cái thao tác bác xoay cái vòng xoay cho em này. Đấy, xoay cái vòng cho em. Đó, rất ok nhá, cho con sản phẩm là cái con đèn pin đồ đầu cảm biến, vẫy tay rất tiện dụng. Đấy, vẫy tay cái là bật tắt mở và có thể là chỉnh pha thứ này luôn. 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc đèn pin đồ đầu cảm biến. Sản phẩm bảng tự xóa này để về cho bé nhà mình học tập rồi là vẽ vời tô nháp đây rất là tiện này, bảng tự xóa. Con này thì dùng hay lắm, mua về cho con cháu nhà mình học tập hoặc các bác mua về sử dụng ok. Đấy, là mua cho các cháu ví dụ bé bé về tập tô vẽ, các bác cháu lớn về làm cái này như kiểu là một cái tờ giấy nháp cũng được. Đấy, giấy nháp thì thường thường vì kiếm mấy cái tờ viết rồi đôi khi là nháp nghĩa các thứ nó lằng nhằng, thì đây cái con này rất là hay. Ví dụ như là về các bé nhà mình có tập tô được vẽ này thì ở đây nó có một cái nút là cái nút khóa mở khóa đóng khóa này, thì về khi mà các bác sử dụng các bác gạt cho em về nút mở khóa nhá. Đó, sau đó là các bác cũng viết này, ví dụ các cháu mình viết vẽ vào đây này, bấm cái này. Đấy, tự động sẽ mất luôn nhá. Đấy, đây bấm cái này. Đấy, tự động mất luôn, rất tiện dụng luôn nhá, bấm cái này mất luôn. Đấy, ví dụ như mua các bé về tập tô vẽ ở đây hoặc mua con cháu ví dụ lớn lớn lớp 1 lớp 2 bắt đầu về như kiểu là cộng trừ nhân chia kiểu cộng nháp vào đây trước ấy. Đấy, sau đó là cộng nháp xong là ok rồi thì bắt đầu lại ví dụ như là một cái nháp khác thì bắt đầu lại nháp khác, sau đó khi mà nó kín rồi thì bấm cái lại mất đi và bắt đầu lại tiếp tục nháp đây, rất ok. Nói chung nó có chức năng tự xóa nhá, và đi kèm nó có một cái cây bút này nữa. Thì về các bác sử dụng này, báo giá bác luôn, lên mã em sẽ là bảng tự xóa. Bên em đang bán 1 triệu bảng tự xóa này với giá là đi giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là bảng tự xóa. Đấy, bảng tự xóa. Giá sẽ là 40.000 cho chiếc bảng tự xóa này, mua về cho cháu mình học tập sử dụng này, hay lắm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái cây đèn USB này. Rất là nhiều bác hỏi này, cây đèn USB này dùng tiện lắm. Đó, nó dùng để học tập làm việc mà ví dụ như trong trường hợp mà ví dụ như là mất điện là một này. Thứ hai là các bác hay hay đi ví dụ như là công tác này, rồi là ví dụ như là các bác sử dụng để ghi chép sổ sách ngoài trời. Đấy. Hoặc là nói chung là đa năng lắm. Con này thì nó sử dụng nguồn điện nó đơn giản thôi.
nó chỉ là cái nguồn điện DC 5V. Ví dụ như là các bác có một cái cục sạc dự phòng hoặc là có một cái nguồn điện là 5V là các bác có thể cắm vào đây là đã sáng rồi, không cần phải điện lưới như nào cả. Đây, ví dụ đây em cắm vào đây, cắm vào cái đèn pin em nó có nguồn 5V này, các bác cắm vào đây nhá. Đấy là đèn nó sẽ lên này, đèn ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu vàng kết hợp với ánh sáng màu trắng nó hỗn hợp vừa đủ để các bác sử dụng học tập làm việc chiếu sáng nhá, rất ok luôn. Đấy, tiện cực kỳ. Con này nó có thể bẻ biết các kiểu này, bẻ các hướng cho em rất ok đó, bẻ lắt léo rất là tiện luôn nha. Giá thì hợp lý lắm, chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã em xem là sản phẩm là cái đèn USB, đèn USB nhá, đèn USB. Giá em đang bán một chiếc đèn USB này giá sẽ là đi 30.000 các bác nhá, 30.000 thôi. Giá gọi là siêu siêu hạt rẻ luôn đấy. Đèn USB này, đèn USB nhá, 30k nhá, 30.000 cho chiếc đèn USB nha. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn mã hàng đó là cái siêu phẩm nhẫn đồng hồ nhá. Lên mã em sẽ là nhẫn đồng hồ. Cái này cũng rất là đẹp này, các bác mua về để đeo, mua về sưu tầm, mua về sử dụng là theo đồng hồ chạy rất ok nhá. Cái này là vừa có thể làm nhẫn vừa có thể là kết hợp đồng hồ đấy luôn. Đây bình thường đây em đeo này, xem này. Đấy, nhìn rất chất lượng nhá. Đó đấy không, nhìn quá chất luôn, vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ này. Đây đang chỉnh giờ này, con này là có thể chỉnh giờ thứ chẳng thoải mái nhá, chỉnh giờ bằng cái nút ở đây trên này có nút chỉnh giờ luôn nhá. Đây nút chỉnh giờ đây, và có yên tâm là cái con này nó có thể co giãn nên là ví dụ các bác ngón tay to ngón tay nhỏ là các bác có thể đeo hết luôn, tại vì cái phần dây nó co giãn luôn mà. Đấy, tay to hay nhỏ đeo hết luôn nhá. Rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ sản phẩm là cái nhẫn đồng hồ nhá. Bên em đang bán một chiếc nhẫn đồng hồ, vừa có nhẫn vừa có đồng hồ nha, với giá là đi 50k nhá, 50k thôi. Đấy, 50k cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá, 50.000 một chiếc, dùng tiện lắm, dùng đẹp, chất lượng, mua về sưu tầm, mua về làm quà các thứ. Đây rồi tiếp theo thì em lên luôn đó mã hàng đó là cái này là cái bịch, cái này là cái khăn nén này, khăn nén du lịch này. Lên mã em sẽ là sản phẩm một cái khăn nén du lịch nhá. Bây giờ các bác đi du lịch đôi khi thì các bác dùng chung ở những cái khách sạn các thứ, là nhiều khi là khăn nó rất là không biết là người ta lau những cái gì, dùng chung mà nên là đôi khi rất là sợ, cảm giác là kiểu là nó thẳng luôn là bẩn, đúng không ạ? Nói thẳng luôn là bẩn. Ví dụ như là những cái bệnh truyền nhiễm thứ là mà dùng chung cái khăn đấy rất nguy hiểm nhá. Thì các bác mua cái khăn nén này về để có dùng này, mua này về đi vụ đi du lịch đi công tác mà các bác ở nhà nghỉ khách sạn rồi đấy, những cái khăn dùng chung thì các bác dùng sang cái khăn này xem sạch sẽ ok thì rất là dễ dùng thôi. Con này thì các bác chỉ bóc ra sau đó là các bác ngâm vào nước nhá. Đấy, ngâm nước thì nó sẽ tự động nó sẽ nở luôn ra. Hiện tại nó nén chặt rồi, còn khi mà các bác ngâm vào nước này nó sẽ nở tung ra luôn, nó ra một chiếc khăn rất là to, nở ra một kích thước một chiếc khăn khá to, phải đến kích thước khoảng tầm 1m4 nhân với lại 60 luôn nhá, khăn to lắm. Đấy, 1m4 nhân 60 luôn, khăn to. Em báo giá luôn, bên em đang bán một chiếc khăn nén du lịch này với giá là 20k thôi, 20k nhá, 20.000. đấy, các bác mua về đi du lịch đi chơi sử dụng đi công tác có thứ này, nói chung là đi xa nhà mà đôi khi là mang khăn trước đi nó lòng nhoằng, các bác bỏ cái này nó nhỏ gọn. Đấy, bỏ trong túi nhỏ gọn mà mình dùng đâu là mình sai đến đấy đó. Và cái này thì dùng chắc là còn nó ví dụ như là khoảng tầm 2-3 ngày luôn, thoải mái luôn, khăn rất là dai, dùng ok lắm đó. Khăn nén du lịch thôi nhá. Đấy, cái trước là 1m4 nhân 60, giá em đang bán là 20.000 trong trước thôi nhá. Thảo mối dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn, lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi em khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha, nhỏ gọn, bỏ vô túi nhẹ tinh nè, không bị nặng vali, mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha, xài ổn. Tôi rất là recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mọi cũng mút cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống Vũng Tàu du lịch, xuống tới nơi đi tắm cái là muốn quay lên khoe cái khăn này với mọi người liền nghe. Đó, thực tế về sản phẩm mấy khăn nén du lịch nhá, một cái bảo bối để các bác mang đi du lịch đi công tác đi chơi, đứa dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì bên em đang bán là chỉ có 20.000 một chiếc thôi, 20k cho một chiếc khăn tắm nén này. Kích thước là 1m4 nhân 60, to lắm đó, các bác dùng cho sạch sẽ, đôi khi là dùng những khăn tắm khách sạn dùng chung sợ lắm. Đấy, mua ngay cho em cái khăn tắm này về dùng cho sạch sẽ này, dùng riêng ra chả chung đụng nha, sạch sẽ ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn các mã hàng đó là cái cây thước laser này. Lên mã em sẽ là thước laser nhá. Đấy, cái này dùng hay này, đấy, mua về để các bác sử dụng đo đạc các thứ dùng tiện cực kỳ luôn. Đây, cây thước laser dùng rất tiện nhá, đó, đi kèm là có cả pin luôn này, đấy, có cả pin luôn nhá, để về các bác sử dụng luôn này, đấy, có cái kèm cả pin luôn. Thì đây dùng rất là dễ thôi, các bác bóc ra, đấy, sau đó ở cái phần bên hông nó có một cái miếng seal pin nhá, các bác rút ra
Đấy, bắt đầu là với tiếp xúc vào pin, tiếp xúc vào pin, bắt đầu là sẽ chiếu lên cả tia laser luôn này. Đấy, vừa có cả tia laser nhá, tia laser này, rồi là livo đánh, livo nước đánh thăng bằng chéo ngang dọc các kiểu này. Đấy, rồi là phần thước đo bên hông này nhá, có cả thước kéo luôn. Đấy, có cả thước kéo thước rút này luôn. Đấy, thước kéo thước rút ra ok luôn nhá. Rồi là phần laser. Đấy, laser thì các bác chỉ việc là bấm cái công tắc này, này thì nó sẽ lên tia laser. Đấy, lên tia laser. Và con này các bác có thể là chỉnh, các bác có thể chỉnh nhá, chỉnh ở đây em chỉnh theo tia ngang này, rồi là tia dọc này, rồi là tia cộng này. Đây em sẽ soi tường các bác xem nhá, cái tường này em nó đang bị sáng quá nên hơi khó. Đây, đây nói chung em, đây các bác nhìn này, đấy nó tia góc nhá, tia góc này, rồi là tia dọc này. Đấy, rất ok nhá, cực kỳ hay luôn. Nói chung là các bác sử dụng đo đạc kia góc các kiểu nhá, rất là ok. Đây tia laser con này soi xa lắm, soi trong khoảng tầm 20 mét thoải mái luôn. Đó, các bác đánh thăng bằng các kiểu này, rồi là tia laser dùng trong xây dựng, rồi dùng trong anh em thợ thuyền các thứ ok luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá, lên mạng em sẽ là cái cây thước laser. Đấy, vậy thì em cũng xả kho bán này bác luôn, giá tại vì em bữa trước đang bán là 130 nhá, 130. Đây em trả kho bán anh các bác, giá chỉ còn có là đi giá này đang giảm chỉ còn có 110.000 nhá. Đấy, 130 giảm còn là đi 110k. Đấy, thước laser này 110k nhá, 110.000 cho một cái cây thước laser này. Đấy, vừa có thước đo livo, rồi là tia laser các kiểu, đi kèm có tặng kèm cho bác là cả pin luôn này. Đấy, có tặng kèm cả pin luôn, xịn cực kỳ. Nói chung là bác mua về sử dụng dùng hay lắm. Đó, bắn tia góc, tia ngang, tia dọc các kiểu luôn nhá. Hàng vẫn nguyên trong hộp này, xịn cực kỳ luôn. 110.000 nhá, 110.000 một cây, 110.000 một cây thước laser. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái bộ khay inox này. Nhiều bác hỏi quá nhưng mà nó đang bán hết hàng ạ. Hôm nay thì tiếp tục về nhá. Bộ khay inox về bác đựng đồ ăn các thứ rất là tiện dụng luôn. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là 5 khay. Đấy, nó có các kích thước là 10 này, 12, 14, 16 và 18, sẽ gồm có là tổng là 5 khay và 5 kích thước khác nhau nha. Đây các bác nhìn này. Đấy, 5 khay nó có thể xếp chồng với nhau. Và cái hàng này rất là tiện, là đi kèm là sẽ có cả nắp đậy luôn. Nên là khi mà các bác có thể là bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh này, hoặc là các bác ví dụ mang cơm đi làm, mang đi cơm đi công trường công trình. Đấy, mang đi cơm đi cũng rất ok. Đấy, sẽ gồm có là tổng là 5 khay hình tròn như này, và đi kèm là đều có nắp đậy luôn nhá. Đấy, đều có những cái nắp đậy nha, rất là kín luôn. Tiện cực kỳ đấy. Đấy, 5 khay, 5 kích cỡ khác nhau luôn, có nắp đậy đi kèm đầy đủ luôn nhá. Và đây, như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, 5 khay xếp chồng tầng nhau này. 10 này, 12, 14, 16 và 18, 5 kích cỡ khác nhau nhá, dùng tiện lắm. Đó, đây ví dụ như bình thường này, các lấy một khay này, đấy đựng đồ ăn đây, sau đó là các bác lấy cái nắp này các bác đậy vào, rất là kín luôn. Đấy, giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh các kiểu này, rồi là không bị ví dụ như là côn trùng các thứ nó bô vào nhá. Dùng ok lắm, sạch sẽ ngon này luôn. Bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh cũng rất là tiện nhá. Đấy, rồi em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ khay inox nhá. Bộ khay inox 5 tầng. Đấy, bộ khay inox 5 tầng nhá. Đấy, bộ này là bộ khay inox 5 tầng này. Khay inox 5 tầng. Giá em đang bán bộ khay inox 5 tầng này giá chỉ có 60.000 thôi. Giá hạt rẻ lắm. Đấy, dễ mua. Mà cái này nói chung là cứ về đâu hết đấy luôn đấy. Bữa trước nhiều bác mà bữa trước chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhé. Đấy, về được có một thùng thôi này, không có nhiều đâu. Đấy, bộ khay inox 5 tầng nhá, giá sẽ là 60.000 một bộ này. Đây, 5 khay đi kèm là 5 nắp đậy luôn, xịn cực kỳ đấy. Đấy, hàng xịn mà nói chung là giá nó tốt nên là em bán cũng rất là chạy và dễ bán. 5 tầng nhá, 60.000 bộ khay inox. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn các bác, hàng đó là cái bộ dụng cụ kẹp gấp đồ nóng này. Cái bộ này dùng tiện lắm, cái này các bác dùng ở trong gia đình quá hợp lý luôn. Đấy, các bác đôi khi các bác như các bác lắp những đồ nóng, các bác cầm tay thì không thể cầm được, thì bác mua ngay cho em cái bộ này về. Bộ này thì đợt này nó về thêm được thêm những cái tay cầm luôn, xịn cực kỳ luôn. Đây, đầu tiên nó sẽ có là một cái kẹp này. Cái kẹp này các bác hay dùng để các bác gấp ở bát này, như những cái bát mà hấp cách thủy mình kẹp vào cái ria bát mình gấp nó ra. Đấy, mình không cần phải cầm vào tay nhá. Đấy, lò xo trợ lực rất ok luôn. Cái này là cái kẹp này. Rồi cái này là một cái phần cạp, ví dụ như có những cái đĩa to để các bác cạp, lấy cái này các bác cạp vào. Đấy. Rồi ở đây nữa thì nó còn có là một cái này là cái dụng cụ để các bác ví dụ như là cái nồi của bác mà nó ấy, cái nồi mà nó nóng ấy thì mình lấy cái này mình cho vào tay để mình bắt ra. Đấy, cạp vào cái phần quai cầm nồi nó bị nóng này, các bác lấy cái này các bác cạp vào để các bác bưng ra nhá.
rồi một cái miếng nữa. Đấy, một cái miếng này nữa. À hai miếng luôn, cái này hai miếng luôn này. Cái này là ví dụ như là những cái đồ ăn mà nó nóng đấy, thì ví dụ như để trên mặt kính đôi khi là sợ nó bị vỡ và nó bị nứt kính ấy, thì các bác lấy cái này để các bác để lên, để lên trên cái đồ ăn, à để lên làm lót miếng, cái miếng lót nhá, để những cái đồ nóng lên phần mặt kính, hoặc là để nó không bị trơn trượt các bạn, vì cái miếng này, cái miếng silicone nó những cái gai này đấy nó không bị trơn trượt nhá. Đây full combo bộ sản phẩm nhá, đấy bốn món luôn nhá, bốn món luôn này, đấy bốn món luôn, giá thì vô cùng hạt rẻ rồi, 40.000 một bộ thôi nhá. Lên mã em sẽ là cái dụng cụ kẹp gấp đồ nóng, hoặc là lên mã em sẽ cái bộ dụng cụ là kẹp gấp nóng được, kẹp nóng này, kẹp đồ nóng này, giá sẽ là 40k cho một cái bộ kẹp nóng như này thôi nhá, 40.000 bộ thôi, dùng tiện và hay lắm. Đây cái này với các bác phải xem video này thì các bác mới hình dung là cái sản phẩm nó dùng như thế nào nhá. Các bác cùng xem này. Ở cái nhà này tôi thì luôn luôn đúng bật vợ tôi. Đấy, đây các bác nhìn này, ví dụ như là các bác như hấp những cái bát thịt các thứ này, các bác lấy cái này các bác gấp ra này, đấy rồi những cái đĩa đĩa này các bác gấp ra này. Đó, có thể là cầm cái này, cầm một quả trứng mình bốc qua luôn nhá. Đấy, không sợ nó bị nóng tay, bỏng tay nhá. Đấy, dùng tiện cực kỳ luôn. Đó. Các bác dùng những cái này tiện lắm. Đấy, những cái đồ ăn các thứ như mình lấy cái này, các bác xài cho em, tiện cực kỳ luôn. Đó, có thấy không? Dùng tiện cực kỳ luôn nhá. Đấy, những cái đĩa đồ ăn này to này, cái con này là nó cạp vào luôn này. Đấy, cái con cạp to nó cạp vào luôn nhá. Rồi ví dụ những cái bát nhỏ thì mình có thể lấy cái tay cạp nhỏ nha. Đấy thấy không? Rất tiện dụng nhá. Hay cực kỳ luôn. Đó rồi là nó có cả một cái kia để các bác bắt nồi này, hoặc là các bác luộc trứng các bác lấy này, các bác cầm ra này. Tiện cực kỳ luôn nhá. 40.000 một bộ nhá. Nên mã em sẽ cái bộ kẹp nóng, dụng cụ gấp kẹp những cái đồ nóng ra. 40k một cái bộ này, dùng tiện cực kỳ. Nói chung là gia đình nhà mình nên có một bộ này các bác xài này, tiện lắm. Bộ này thì nói chung là hot lắm rồi, từ nọ bán nhiều lắm mà cứ về đâu hết đấy luôn. Bộ sạc chuyên cho máy iPhone này, nên mã em sẽ là cái bộ sạc cho máy iPhone nhá. Đấy, chuyên dùng sạc cho máy iPhone. Đấy, hàng tiếp tục về. Đấy, iPhone 14 Pro Max xịn cực kỳ luôn. Hàng này là hàng Omlo thanh lý siêu thị nhá. Hàng Omlo thanh lý, hàng như kiểu dạng hàng trưng bày ấy. Nhưng mà hàng vẫn còn rất là chất, hàng mới keng. Đấy. Đây, bộ sản phẩm thì đầu tiên sẽ gồm có là một cái cục củ sạc này. Đấy, logo Apple nhìn rõ. Đấy, logo Apple này. Đi kèm là một cái giọng cộng dây cáp này, đấy, một cộng dây cáp luôn, chất lượng cực kỳ. Đấy. Con này thì các bác mua về là vừa có cả củ vừa có cả dây cáp sạc luôn, không cần phải mua thêm gì, mua một bộ này về là các bác sạc xài được luôn, sạc được luôn nhá. Rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái bộ sạc iPhone, đấy, sạc iPhone chuyên dùng cho máy iPhone nhá, sạc iPhone này. Giá em đang bán một cái bộ sạc iPhone này, giá sẽ là 60.000 bộ thôi, 60k, giá hạt rẻ dễ mua nhá. Bao gồm là cả củ và cả dây luôn, giá thì cũng chỉ có 60.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được cái bộ này, bình thường cửa hàng đang bán cái bộ này chắc khoảng tầm 150-200 đấy, anh em bán được 60.000 thôi, giá là hạt rẻ mà dùng ok đó. Đấy, chuyên dùng cho máy iPhone luôn nhá, chuyên dùng cho máy iPhone, 60.000 cho một cái bộ sạc chuyên dùng cho máy iPhone nha. Cái bóng đèn đuôi tím hàng bên shop tiếp tục về được quá nhá, nên mã em sẽ là bóng đèn đuôi tím này. Đấy, bóng đèn đuôi tím. Đấy, bộ này thì khi mà các bác mua thì sẽ gồm có là một quả bóng này, đi kèm là một chiếc đuôi, đây một chiếc đuôi, và đi kèm là có cả một cái đoạn dây này luôn. Đấy, một đoạn dây luôn nhá. Như là về là các bác full combo bộ sản phẩm này thì em báo giá để các bác nghe giá này giật mình luôn. 60k nhá, 60k. Lên mã em sẽ là bóng đèn đuôi tím, bộ bóng đèn đuôi tím nhá, bao gồm là cả bóng, cả đuôi và cả dây luôn là chỉ có 60.000 thôi. Mà cái đuôi này nó còn tích hợp luôn cho bác là cả cái công tắc tắt mở đây luôn này. Đấy, có tích hợp luôn cả công tắc tắt mở nhá, nên là dùng rất ok. Với một cái mức giá như này các bác tội gì mà không mua. Bình thường ấy, ra cửa hàng cửa hiệu ấy, các bác bán, người ta bán được cái bộ này, nếu mà bình thường người ta có một cái bộ này người ta bán ít khoảng 120 cho đến 150 bộ luôn. Đây em tính sơ các bác xem nhá. Ví dụ như các bác mua quả bóng như này đã mất khoảng tầm 40.000 một quả này, một chiếc đuôi này 10.000 nữa là đi 50.000 rồi này. Mà đuôi này còn có cả đuôi công tắc luôn nhá, chứ không phải đuôi thường, đuôi có tích hợp cả công tắc bật tắt luôn nhá. Rồi, một cái đoạn dây như này dài tầm 2 mét nữa. Đấy, để các bác dùng cắm vào bóng đấu bóng nữa là đã rơi khoảng tầm 2 mét thì chắc ít biết phải khoảng tầm 70-80 nghìn, là sơ sơ thì khoảng tầm là 120-150 rồi. Đấy, mà đây là các bác mua về là cả một bộ này là mình dùng luôn, không cần phải đấu lắp thật là đấu lắp hay là nối nhức gì cả, về là chỉ việc bóc ra là dùng thôi, mà chỉ có 60.000 một bộ như này. Đấy, bao gồm là cả bóng đèn luôn, cả dây cả đuôi luôn, chỉ có 60k mà tội gì các bác không mua. Đấy, thì lên mã em sẽ là bộ sản phẩm là bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bộ sản phẩm nó bóng đèn đuôi tím, bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây, là giá sẽ là 60.000 một bộ này, giá hạt rẻ mà dễ mua. Cái này thì từ nọ thì bán thì siêu nhiều rồi. Đấy, cứ về đến thùng nào hết thùng đấy luôn, mà dùng chất lượng lắm. Đấy,
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái bộ khay bánh mì này để về các bác đựng đồ ăn các thứ này, dùng tiện cực kỳ luôn, đẹp lắm. Cái khay bánh mì này đẹp cực kỳ luôn, nhìn chất cực kỳ đây. Cái khay này thì theo em tìm hiểu thì ở bên châu Âu là người ta hay dùng để người ta làm bánh mì đây. Đấy, thì ôm lô thanh lý được cái hàng này rất là chất luôn, hàng vẫn còn mới keng luôn nhá. Đấy, có nhìn này, hoa văn họa tiết rất là đẹp. Đấy, dạng khay dạng dài dài đấy, như kiểu một chiếc đĩa nhá, đĩa vung sâu cái này ví luôn nha. Những cái đồ xào nấu mà nó gọi là nó nước nó xăm sắp vậy, các bác đựng vào đây cũng rất ok này. Đấy, rồi là các bác đựng đồ khô, đồ ướt, rồi là đồ sống, đồ chín về đồ ok luôn. Đấy, rồi là thậm chí là bữa trước em bán là có bác bảo mua về để đựng ốc vít. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu công việc ạ. Đấy, mình thấy phù hợp nhau thì mình mua về. Căn bản là nhìn nó đẹp mà nhìn nó sang trọng lịch sự, nói chung là hàng châu Âu thì nhìn lúc nào nó cũng chất rồi các bạn. Con này thì cái phần chiều dài kích thước của nó thì bữa trước em đang đo là 25 x 17 nhá. Đấy, chiều dài là 25 và chiều rộng của nó sẽ là vào 17. Đấy, nói chung là khá là to đấy, một chiếc đĩa khá là to luôn. Vừa có thể làm khay vừa có làm đĩa, nhìn rất là lịch sự và đẹp nhá. Rồi em báo giá luôn này, lên mã em sẽ đặt cái bộ sản phẩm là cái khay bánh mì này. Lên mã em sẽ đặt khay bánh mì. Ở bên châu Âu là người ta hay dùng cái này để người ta làm bánh mì mà. Đấy. Để người ta nướng bánh mì mà, thì lên mã em sẽ đặt khay bánh mì nhá. Khay bánh mì. Khay bánh mì thì bên em đang bán thì bán lẻ một chiếc sẽ là 25k nhá, 25k một chiếc. Đấy, 25k trong một chiếc khay bánh mì này. Còn nếu mà các bác muốn mua nhiều, mua theo combo 5 chiếc thì bên em sẽ có cái giá combo 5 chiếc. Giá combo 5 chiếc thì giá sẽ là 110k. 110k nhá cho một cái combo 5 khay bánh mì như này. Còn nếu các bác lấy lẻ một chiếc thì giá sẽ là 25k một chiếc nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Mình có thể lấy lẻ hoặc lấy cả combo 5 khay. Lấy combo 5 khay thì giá của nó sẽ rẻ hơn. Đấy, còn không thì mình có thể lấy tách lẻ cũng được. Một chiếc là 25k nhá, còn là lấy 5 chiếc thì sẽ là 110k. Đấy là combo, tính cho combo 5 chiếc đó các bác nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái chổi cọ khe kẽ ngóc ngách này. Đấy, khe kẽ ngóc ngách dùng rất là tiện luôn nha. Đây thì lên mã em sẽ là sản phẩm là cái cây chổi cọ đen nhá, cây chổi cọ đen. Đấy, nó chuyên để các bác cọ những khe kẽ ngóc ngách rồi. Đấy, những khe kẽ mà bình thường là những cái bàn chải to là các bác không thể lách được thì các bác dùng cái cây này các bác cọ vào nhá. Đây là những cái lông bàn chải rất là cứng này. Đấy, khi mà các bác cọ vào thì nó rất là dễ cọ mà nó rất là sạch. Đấy, con này tầm tổng chiều dài chắc là khoảng tầm hơn 20cm, khoảng tầm 25cm nhá. Đấy, các bác ví dụ như khe kẽ các bác cọ này. Đấy, dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, hay lắm. Rồi em báo giá luôn, bên em đang bán một cái chổi cọ đen như này, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k nên mãi em sẽ là sản phẩm là cái cây chổi cọ đen. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen này, chổi cọ đen 15k nhá. 15k cho một cái cây chổi cọ đen này, 15k một cây, 15.000 một cây, dùng tiện cực kỳ luôn. Đấy, hay lắm. Đây các bác cùng xem thực tế mấy video về sản phẩm này. Đấy, xem là cái công dụng của nó như nào nhá. Đây đấy, rất tiện ra. Đấy, ví dụ như khe kẽ là chổi to là các bác không thể lách được, như con này là con nhìn này. Đấy, các bác cọ vào nhá, lách vào cọ rất là sạch luôn. Đấy, như khe kẽ ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi là bồn rửa bát, rồi là ví dụ những cái khe gạch men các thứ rồi. Đấy, những cái chỗ nào mà nó khó khăn nhất thì các bác đấy, như góc nhà, ngách nhà này, chân tường các thứ này, những cái chỗ khe kẽ là các bác chỉ có dùng những cái cây chổi này thôi, nó dễ vệ sinh mà nó dễ luồn lách vào được, mà nó cọ nó sạch ạ. 15k một cây nhá, 15k cho mỗi cây chổi cọ đen này nhá, 15.000 một cây, dùng tiện lắm. Vâng, chị Điền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em, tiếp tục với chương trình video em lên nha bác. Một số mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá, này rất nhiều những mã hàng mới, giá thì rất là tốt. Đấy, em sẽ đi vào quay trực tiếp và báo giá luôn. Các bạn nào có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số like em đang ghi trực tiếp hình nhá, gọi điện trực tiếp để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Và lưu ý em là hóa đơn trên 200k quá nhá, hóa đơn cứ trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán. Rồi, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video hôm nay. Các bác lưu ý em là khi mà mua hàng thì các bác xem kỹ mặt hàng, xem kỹ về giá cả cũng như là chi tiết về sản phẩm em quay rất là kỹ ở trên video rồi. Đấy, để khi mà các bác chốt đơn này nó sẽ nhanh hơn, mà thứ hai là đến lúc mà các bác nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, hàng hóa thì các bác xem kỹ rồi. Đấy, đến khi mà các bác nhận hàng kiểm tra nó nhanh hơn cô nhá. Rồi, em sẽ đi vào sản phẩm đầu tiên. Rồi, cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này thì em hôm nay bên shop có về được một cái mã hàng rất là hay, đó là cái dòng ví da nhá, ví da để về các bác sử dụng này. Đấy, là về cái mã ví da rất là đẹp luôn đấy. Hàng này hàng thanh lý, hàng ôm lô siêu thị nhá, rất là xịn luôn. Đó, da chuẩn 100% luôn nhá. Chất cực kỳ luôn. Con này thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đó, các bác cầm các bác cảm nhận thấy chất da nó cực kỳ đẹp luôn.
Đó. À, hàng này thì nó là dòng ví ngang các bạn, dòng ví ngang. Đấy. Nói chung là dòng ví ngang này các bác sử dụng rất là phổ thông luôn. Đấy, hiện tại thì em đang có hai màu là màu đen và màu nâu nhá, hai màu là màu đen và màu nâu. Đây. Nó chất da nó trông đẹp lắm, da đẹp cực kỳ luôn, da nó mềm nó mịn mà sờ rất thích. Đây. Logo rất đẹp này. Hàng Thanh Lý siêu thị nhá, cực kỳ xịn luôn. Đó. Quá ok cho một cái con ví da nha. Đây này nó vẫn còn cái thẻ ấy này. Cái thẻ hàng của hãng này. Đấy, xịn cực kỳ luôn nhá. Hàng ôm lô Thanh Lý siêu thị rất là nhiều ngăn nhá. Một ngăn này, hai ngăn này, một cả một ngăn khóa luôn này. Xịn cực kỳ luôn. Hàng rất chất lượng đấy. Đây. Đấy, đầy đủ, cứng cáp dày dặn lắm. Đấy, chất da cực kỳ đẹp luôn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, da bò chuẩn đẹp 100% luôn các bạn nhá. Xịn cực kỳ. À, hiện tại em đang có hai mã là một mã màu nâu và một mã màu đen. Đấy, còn họa tiết thì bên em không chọn nhá. Nếu em nào họa tiết không chọn hoặc họa tiết thì bốc ngẫu nhiên. Còn bên em chỉ nhặt cho bác theo màu thôi. Các bác có thể lấy theo màu nâu hoặc là màu đen thì bên em sẽ nhặt cho bác theo hai màu nhá, một mã màu nâu và một mã màu đen. Đó thì lên mã luôn thì em sẽ là mã hàng đó là cái ví da nhá, ví da này. Ví da. Em báo giá luôn, giá em đang bán bằng mức giá gọi là siêu siêu tốt luôn đấy, 100.000 một cái thôi, 100k cho một chiếc ví da nha, 100k. Hiện tại đang có hai mã là một mã nâu, màu nâu và một mã màu đen. Đấy thì các bác cứ lấy màu nào thì các bác bảo nha, thì em sẽ nhặt cho bác màu đấy nhá. Đấy còn là cái hoa văn họa tiết thì nó trên ví thì nó bất kỳ rồi vì hàng nó là hàng lộn xộn, hàng bên em ôm lô Thanh Lý, hàng Thanh Lý siêu thị nên là nó cũng lộn xộn mà, lộn xộn nhưng nói chung là chất lượng của nó vẫn còn rất ok nhá, chất lượng còn mới keng luôn đấy. Đây vẫn còn nguyên trong bọc hết nha. Đấy, vẫn nguyên trong túi hết luôn nha các nhá. Ví da nhá, lên bãi em sẽ là ví da. Bên em đang bán xả kho bán anh luôn là 100.000 một cái nhá, 100.000 trong chiếc ví da. Và có hai màu là màu nâu và màu đen. Xịn cực kỳ. Cái này thì bác cứ nhận hàng kiểm tra. Con này thì bữa trước nhà em cái đợt năm ngoái cũng ôm được một cái lô cũng đúng ngày luôn mà đang bán 160, đợt này thì em cũng bán gọi là bán rẻ đi. Đấy, để các bác dễ mua mua nhanh luôn. Đó, 100.000 một chiếc đó nhá. Ví cực kỳ đẹp luôn, ví chất lắm. Nhận hàng thì bác cứ kiểm tra nha. Cái này nói chung là dòng này thì quá ok rồi. Sợ không có hàng đủ hàng bán đâu chứ cần hàng cứ về đến lô nào hết sạch luôn ấy luôn. Xịn chất lắm. Đó, 100.000 một chiếc nhá. 100.000 bán đồng giá luôn là 100.000 một chiếc ví da. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn đó bác. Mã hàng đó là cái cục sạc dự phòng này. Rất là nhiều bác hỏi cái mã sạc dự phòng nhưng mà nó cũng thi thoảng nó mới về được một những cái lô mà hàng nó chất thôi. Đấy thì nói chung là lựa những cái hàng còn chất bán cho bác thì các bác dùng nó sẽ lâu dài, nó bền bỉ hơn. Đấy thì đây nó về cái mã sạc Takasio hàng Made in Japan các nhá. Xịn cực kỳ luôn. Con này thì chuyên để các bác dự phòng. Đấy các bác mang đi chơi, đi công tác, đi du lịch. Đấy mình có cục sạc dự phòng này mình dùng nó tiện này. Con này thì thông số thì cái dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh. Đấy và cái dòng sạc vào input vào là DC 5V 2A và input ra thì cũng là DC 5V 2A nhá. Đấy. Nói chung là cũng là dạng sạc nhanh các bạn. Đấy cũng là dạng sạc nhanh. Ở trên phần thân của viên pin dự phòng, cục pin dự phòng này thì sẽ gồm có cho các bác là tổng là 4 cái đầu. Đấy, 4 cái đầu nhá, 4 đầu dây ra này thì sẽ có là một cái chân iPhone. Một chân iPhone này, một chân Type-C này, chân Type-C để các bác sạc cho Samsung đời mới này. Chân này là chân micro USB để các bác sạc cho những cái dòng máy đời cũ, ví dụ như là dòng máy Samsung đời cũ, máy LG các thứ ra. Những cái máy đời cũ này hay dùng cái chân cổ nha. Còn không đời mới bây giờ người ta hầu như là dùng, nói chung là hầu như bây giờ nó đang dùng phổ thông nhất là hai cái chân, chân Type-C và chân Lightning nhá. Đấy. Nói chung là các bác con này thì các bác có thể là sạc cho tất cả các loại máy, từ máy Samsung, iPhone, Oppo rồi lại LG, Volvo các kiểu luôn nhá. Và nó có một cái chân USB, đó là cái chân là các bác cắm nguồn để các bác sạc pin cho cái cục sạc này. Còn lại là 3 dây sẽ là đầu sạc ra, còn đây là cái chân để các bác cắm cho sạc vào. Đấy, và ngoài ra thì nó sẽ có là trên thân này còn nó còn tích hợp luôn là một cái cổng USB nhá. Đấy cũng là cổng ra luôn, một cái cổng chân Type-C là một cái cổng vừa sạc ra vừa sạc vào. Đấy còn đây có một cái cổng nữa cũng là một cổng micro USB, cổng này là cổng sạc vào chính nhá. Đấy các bác cũng có thể sạc bằng cái cổng này cũng được. Nói chung là sạc bằng nhiều cổng lắm. Đấy. Sạc vô sạc ra còn rất là nhiều cổng nhá. Và còn có tích hợp cả đèn pin này. Các bác muốn bật đèn pin thì các bác ấn cho em nút nguồn này, ấn 2 lần nút nguồn là sẽ bật lên đèn và tắt. Bấm 2 lần thì nó sẽ tắt, bấm 2 lần là bật, bấm 2 lần là tắt nhá. Bấm liên tiếp các bác nhá, bấm liên tiếp. Đấy, rất ok cho con sản phẩm sạc của Takasio hàng Made in Japan nhá, xịn cực kỳ luôn. Rồi,
em đi vào báo giá luôn nhá. Lên mãi em sẽ là cục sạc dự phòng. Bên em đang bán một cái cục sạc dự phòng Takasio của Nhật như này. Giá thì bao giá bao tốt thị trường luôn. 200 200 bao nhiêu nhỉ? 230.000 nhá, 230k cho một viên sạc dự phòng này, với em bao ship tận nhà luôn. Lên mã em sẽ là cục sạc dự phòng của Takasio. Đấy. Hàng Made in Japan. 230.000 cho một viên nhá, 230.000 một cục sạc dự phòng, bao ship tận nhà. Hàng chất lắm, cái này em cũng đã test thử rồi. Đấy, các bác sạc vào khá là nhanh ấy. À, con này là một cái tính năng nữa, nó là cái tính năng sạc không dây này các ơi. Đấy, những cái máy nào mà máy đời mới hầu như bây giờ nó hỗ trợ sạc không dây. Thì bác để lên cái đây này, để lên cái phần này này. Các bác để ốp cái phần lưng của cái điện thoại bác vào là các bác có thể là sạc không dây được luôn. Đấy, vừa sạc có dây vừa sạc không dây nhá, xịn cực kỳ. Nói chung là toàn những cái tính năng mới nhất trong một cục sạc thôi nha. 230.000 đúng không nhá? 230.000 bao ship ở nhà. Giá tốt mà sản phẩm dùng ok lắm. Rồi sản phẩm tiếp theo em lên luôn bác, mấy hàng đó là cái bộ thớt kèm với chậu này. Lên em xem cái bộ thớt kèm chậu nhá. Cái này dùng gia đình nhà mình rất là tiện. Đó. Bộ này sẽ gồm có là cả thớt và cả chậu và cũng phù hợp với các bác nào hay đi cắm trại du lịch picnic này. Mình muốn kiếm một cái món nào mà nó nhỏ gọn, nó tiện lợi sử dụng trong được nhiều công việc thì các bác mua cái này nhá, rất ok. Đây, bình thường nó sẽ là một cái thớt như này. Đó, thì các bác có thể là trên này các bác có thể thái băm chặt các kiểu ra luôn. Đấy, và khi các bác muốn thành cái chậu ấn xuống nhá. Đấy, ấn xuống này thì nó sẽ lõm thành một cái chậu nhá. Đấy, ấn mạnh xuống nó sẽ thành lõm thành một cái chậu để các bác có thể là rửa rau các thứ ở đây trong, rất là tiện dụng luôn. Rửa rau rửa đồ ở đây, còn khi mà muốn lên thớt thì ấn cho là nó lại đẩy lên bình thường. Đó, lại đẩy lên. Cái phần màng này của nó là màng silicone nên nó co giãn rất là tốt các bác. Sử dụng rất đa năng, vừa làm thớt vừa làm chậu nhá. Đấy, có cả phần quai đeo này. Đấy, còn đây là cái phần van để các bác có thể xả nước. Đấy, xả nước nhá. Xả nước ra, rất là tiện dụng luôn. Rồi em báo giá luôn. Bên mãi em sẽ làm sản phẩm là cái thớt chậu nhá, thớt chậu. Bên em đang bán một cái thước chậu này với giá sẽ là đi 60k nhá, 60.000 cho một chiếc thước chậu này. 60.000 thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng hay lắm, thông minh lắm. Đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đó, bình thường này nó sẽ thành một chậu rồi các bác rửa rau và cỏ này, ấn cái là ra luôn nhá. Đấy, thành một chiếc thước này, băm chặt thái các kiểu luôn nhá. Rất tiện dụng luôn. Mở van cái nó xả hết nước ra, nhỏ gọn, đeo lên các thứ rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Giá chỉ học sinh, thiết kế đa năng. Mặt chậu có thể dùng làm thớt, vừa là rổ rửa rau vừa là rổ để đựng, phù hợp với hầu hết chậu rửa. Chất liệu được làm bằng nhựa sạch nên an toàn với sức khỏe. Một sản phẩm siêu tiện ích cho chị em nội trợ. Đó, bộ thớt kèm chậu nhá. Kèm chậu gấp gọn, 60k nhá, 60.000 cho một bộ thớt chậu. Cái này là cái hộp miếng dán băng gâu hàng mới shop tiếp tục về nhá. Về để các bác dán cho cả gia đình mình. Ví dụ như các bác có bị đứt tay, đứt chân này, bị dán phải dán vết thương này, các bác mua cái hộp này về nhá. Cái hộp này thì dán đa năng, dán cho các loại vết thương cũng như là dán cho cả gia đình nhà mình luôn. Nó có miếng to, miếng nhỏ, rồi là miếng bé, miếng tròn, miếng vuông, lẫn lộn luôn nhá. Đấy, trong một cái hộp này, đấy, nó là cái hộp miếng dán vết thương. Ở đây có cái hộp này là gọi là hộp băng gâu nhá. Một hộp này là 100 miếng này, đấy, một hộp là 100 miếng, đầy đủ các kích thước thì đây em sẽ cho bác xem. Đó, kích thước này nó rất là rõ ràng như trên hình như có nhá. Đây nó sẽ cùng có những cái miếng hình tròn này, rồi là những cái miếng hình ngắn ngắn này, dài dài này. Và những miếng nhỏ nhỏ này. Đấy, nói chung là nó có rất nhiều kích cỡ khác nhau để các bác dán, tùy các bác dán nhá. Cũng như là một hộp này là 100 miếng. Giá thì hạt rẻ lắm. Bên em đang bán một cái hộp miếng dán vết thương hay còn gọi là băng gâu với giá là 20.000 thôi. Bình thường là các bác mua một hộp này ví dụ như là ra cửa hàng, cửa thuốc người ta bán 3-4.000 hộp luôn đấy. Đây nha, em bán chỉ có 20k thôi. Giá rất hạt rẻ, một hộp này 100 miếng luôn. Dán thoải mái đi. Đấy, 20.000 nhá. Một hộp miếng dán vết thương, hộp miếng dán băng gâu nhá. 20k một hộp. Hộp viên thả bồn cầu hàng Nhật lên shop tiếp tục hàng về phụ anh nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp viên thả bồn cầu này. Đấy. Đây, hộp viên thả bồn cầu, một hộp này là 12 viên nhá, một hộp là 12 viên. Nó là cái dạng viên nhỏ nhỏ này. Đấy, đi về là các bác cứ bóc cái này ra, các bác thả thẳng vào trực tiếp vào trong bồn cầu hoặc là các bác có thể vào thả vào két nước. Đấy, nhà bác nào mà có cái két nước thì mình thả vào két nước, còn không thì nhà nào mà không dùng những cái bồn cầu mà có két nước ấy, thì mình có thể thả trực tiếp vào bồn cầu. Cái này thì nó giúp vệ sinh khu vực của bác, bồn cầu bác trở nên thơm tho hơn này. Rồi là tẩy trắng cũng như là diệt khuẩn, thông tắc bồn cầu nhá, dùng rất là ok. Nói chung là rất là nhiều chức năng, hay mà dùng hay lắm. Một hộp này là 12 viên thì các bác có thể dùng trong 1 năm. Nghĩa là các bác dùng cho em cứ định kỳ là 1 tháng 1 viên nha. Đấy, định kỳ 1 tháng 1 viên, dùng rất là tiện. Lên mã em sẽ là cái hộp viên thả bồn cầu, tẩy rửa sạch sẽ bồn cầu đi.
Một hộp này là 12 viên nhá. Và giá em đang bán là chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá cho một hộp viên thảo mồn cầu 12 viên, hàng của Nhật, xịn cực kỳ luôn đấy. Đấy, về rất dễ dùng. Chỉ việc bóc ra sau đó là các bác thả trực tiếp vào trong két nước vào trong bồn cầu mình là dùng là ok thôi. Đấy là cứ thả vào là tự động nó sẽ tan dần ra nhá. Đấy. 20k nhá, một hộp viên thảo mồn cầu 12 viên. Đấy, 20k các bạn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác, hàng đó là cái chai xịt chống thấm này. Đấy, chai xịt chống thấm nhá. Cái này về các bác xịt vào cái chỗ nào hiện tại đang bị thấm, bị nứt tường các thứ này. Một chai này xịt chai xịt này dung tích sẽ là 450ml, nó là dạng chai xịt thì đây. Khi mà sử dụng rất là dễ, thì về các bác lắc đều nhá. Lắc đều. Lắc đều và bao giờ các bác nghe tiếng nó kêu cạch cạch này. Tại vì trong này nó có viên những viên bi mà. Đấy, bao giờ nó có những tiếng kêu mà nó cạch 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 này, bắt đầu nó đều và bắt đầu là các bác xịt thôi. Xịt thì các bác xịt vào những cái chỗ nào đang bị nứt tiếc lại đây. Bình thường đây các bác xịt này. Đây em sẽ xịt thử bác xem nhá. Rồi. Đó đấy không? Đây này, nó là dạng kem màu trắng trắng này các bác nhìn này. Đấy, dạng kem màu trắng trắng nhá. Đó. Thì các bác cứ thế các bác xịt thôi. Đó, xịt vào nhá. Đây nó sẽ đông cứng mà, còn nó sẽ phủ kín cái bề mặt nó bị thấm đi. Con này thì khi mà sử dụng thì nhớ cho em là các bác xịt vào trong cái thời tiết mà nó khô ráo. Đấy, nó khô ráo, nó không bị nó không bị ẩm ướt, rồi là các bác xịt những cái trước khi xịt thì các bác vệ sinh sạch sẽ ở chỗ các bác cần xịt đi. Đó. Thì nó sẽ phát huy hết những cái tác dụng của cái chai xịt chống thấm này. 450ml nhá cho một cái chai xịt chống thấm này. Và em báo giá luôn. 50.000 một chai, lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm, 50k cho một cái lọ chai xịt chống thấm nha. 50.000 một lọ thôi, dùng tiện và dùng hay lắm. Đó, 50k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm nhé. Hai chục chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó thực tế về sản phẩm nhá, chống thấm rột rất tốt luôn. Đó, xịt chống thấm 50k cho chai xịt chống thấm này. Đấy, dung tích sẽ là 450ml. Đấy thì vệ sinh sạch sẽ cho nó bác xịt nhá. Đó là cái lô Sien Inox nhá. Đấy, rất là nhiều bác hỏi nhưng mà tạm hết hàng. Đấy thì hôm nay tiếp tục hàng về số lượng lớn vụ bác luôn. Và giá cả thì cực kỳ là dễ mua. Đấy, tại vì em đang bán cái bộ bát Sien Inox này với giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. 110.000 một cái bộ bát Sien Inox nhá, bao gồm cho bác luôn là cả giá đỡ bát sen các thứ đầy đủ cho bác luôn. Vậy thì em sẽ view cho bác xem trực tiếp về cái sản phẩm này, xem một cái bộ này nó sẽ gồm có những gì nhá, xem nó gồm có sẽ có những cái gì. Đây, một bộ này sẽ gồm có cho bác là một cái bát sen chính này, chất liệu sẽ là inox 304. Đấy, hàng cam kết chuẩn là inox 304 luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái. Su 304 đó, của thương hiệu Osaka Japan đó, hàng chuẩn chính hãng của Osaka Japan, rất chất lượng luôn này, dày dẫn cực kỳ chắc chắn luôn, các bạn nhìn inox này, dày dã man luôn. Gen của nó toàn bộ gen lắp vào sẽ là gen 21 nhá. Đấy là bát này. Đi kèm cho bác luôn sẽ là một sợi dây. Dây sẽ là dây dài 1,5 m nhá và dây sẽ là dây chống gập chống rối. Dây cực kỳ ok, dây cũng là inox luôn. Đấy, dây giếc inox luôn này. 304 này. Đấy 304 các bạn thấy không? Gen toàn bộ là gen 21 nhá, gen phổ thông. Nên là về các bác rất là dễ dàng lắp đặt vào cái đường nước nhà mình rồi. Bây giờ người ta toàn dùng gen 21 thôi. Đấy, và rất là chu đáo luôn. Là khi mà các bác mua đấy thì sẽ có cung cấp luôn các bác là cả một cái giá đỡ này luôn này. Cả một cái giá đỡ luôn nhá. Đấy, cả giá đỡ luôn. Giá đỡ đây các bác nhá, giá đỡ đây. Giá đỡ cũng là inox luôn nhá, giá đỡ inox và đi kèm luôn các bác là hai con ốc vít để về các bác bắt vào tường, bắt cái giá đỡ này vào tường để các bác cài cái bát sen lên nhá. Ốc vít nhà em cũng là ốc vít bằng inox luôn nhá. Đây, ốc vít bằng inox luôn này. Đó, ốc vít inox luôn. Sử dụng rất ok. Những cái con ốc vít inox này các bác lắp trong cái điều kiện ví dụ như là nhà tắm hay bị ẩm ướt thì những con ốc vít inox nó rất là bền, nó không bị gì sét các nhá. Đấy, không bị gì sét, nói chung là chuẩn bị cho bác cực kỳ chu đáo luôn, từ con ốc vít này cho đến cái giá đỡ này, rồi là phần dây, phần bát sen. Nói chung là trong tầm giá này các bác bỏ ra cho em là 110.000, sở hữu cho em là một cái bộ bát sen inox này thì giá nó quá là ok luôn đấy. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là bát sen inox các bác nhá. Bát sen inox giá đang gửi bác giá siêu tốt luôn. 110.000 cho một bộ này. Đấy, 110k một cái bộ bát sen inox bao gồm là cả giá đỡ, cả dây và cả bát sen luôn. Các bác mua về là chỉ việc lắp đặt vào là xài thôi. Đấy, có cả phụ kiện như là ốc vít đi kèm. Đấy, các bác không cần mua thêm gì cả. Có một cái con máy khoan thứ là các bác khoan lỗ bắt vào tường cái là các bác lắp dây lắp dạ vào cái là các bác cài lên cho là xong. Đây,
Đấy, lắp vào đây. Cài nó vào đây là xong. Đó, cài nó vào đây. Có thế được như này là xong này. Đó, về các bác lắp vào nguồn nước như mình là xài nhá. Dùng cực kỳ ok luôn. Nói chung là cái sản phẩm này thì bên em đang bán quá nhiều rồi. Đấy, thậm chí nó còn không có hàng để bán luôn đấy. Đấy thì những cái bác nào bữa trước chưa mua được cái sản phẩm này thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Đấy, số lượng thì cũng không có nhiều đâu. Vì cái sản phẩm này bán cực kỳ chạy luôn đấy, bán quá chạy luôn. Đó, cứ về đến lô nào là hết sạch luôn đấy nhá. 110.000 thôi nhá, 110k một cái bộ này. 110k một bộ bát xe ốc bao gồm là cả bát, cả dây, cả giá đỡ ốc vít đầy đủ đi kèm, là một bộ như này là 110k nhá. Đấy, bát xe inox 110k. Giá siêu tốt mà sản phẩm bao tốt, bao chất lượng bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán với em nhá. Rồi, giờ em sẽ test thực tế cho bác xem về cái sản phẩm vòi nước này bên em thôi nhá. Đấy, vòi inox 34 này, test thực tế luôn nhá. Đấy. Thấy không? Bật nước này. Nước phun ra rất mạnh nhá. Đấy. Đây. Rất xịn sò, rất ngon các bác nhá. Đấy, tia nước này thẳng tắp luôn nhá. Đó. Đây. Rất là ngon, xịn các bác nhá. Đấy. Nói chung là con này các bác dùng tắm táp thì chấm hết luôn, không gì phải chê cả. Đây. Đấy. Với con vòi sen nhá. Đấy, con vòi sen inox các nhá. Bát sen inox. Rất là xịn luôn. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng sản phẩm test cái con bát sen này các nhá. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng kẹp Eto của thương hiệu Asahi nhá. Đây mã em sẽ kẹp Eto. Đó là dòng cái Eto kẹp bàn. Đấy, các bác sử dụng gia đình này trong nhiều việc rất là hay. Cái con kẹp Eto dùng tiện lắm các nhá. Hàng của Asahi. Đây em sẽ lấy một vài con để quay chi tiết cho bác xem về cái sản phẩm này nhá. Dùng thích cực kỳ luôn. Đây. Nó dùng nó tiện lắm vì nó là dòng Eto kẹp bàn, nó là dạng nhỏ nhỏ gia đình dùng ok. Đây. Các bác cùng xem trên hình nhé, đang xem đây. Con này nó là dòng kẹp Eto 60mm nhá. Nó có thể là kẹp bàn này, xoay 360 độ này. Đấy, phần ngàm kẹp này 60mm này. Đấy, phần mở rộng 50mm này, 25 này. Nó có đầy đủ thông số trên này luôn nhá. Các bác có thể nhìn kỹ trên cái màn hình em đang quay đây để các bác nắm bắt qua về cái phần thông số của cái sản phẩm này nhá. Đấy. Và con này thì nó là bằng sắt và nó nặng khoảng tầm 1,5 kg. Đấy, nặng khoảng tầm 1,5 kg. Thì đây em sẽ lấy bác xem. Hàng đẹp lắm. Hàng nói chung là các bác dùng, có mấy con này các bác dùng đôi khi là ở gia đình cái thứ dùng mình kẹp đồ đạc rất là tiện luôn này. Hàng quá chất lượng luôn. Hàng quá chất luôn nha đây. Đó, đẹp nét cực kỳ luôn, nét lắm. Con này em bán nhiều mà. Con này ngoài chức năng là kẹp thì nó còn có cả một cái phần đe này. Người ta làm một cái phần đe nhỏ này để các bác có thể gò gõ vào cái phần này cũng ok luôn. Và nó là dòng kẹp bàn nhá. Có thể xoay cho em là 360 độ bằng cách là các bác mở lấy ra. Đấy, sau đó là các bác có thể là xoay 360 độ rất ok luôn. Đấy, xoay 360 độ này. Và có thể kẹp bàn các thứ rất ok luôn. Tiện cực kỳ. Đấy, nói chung là dùng ok lắm. Con này chất lượng. Và đây là cái phần ngàm mở nó nhá. Đấy, ngàm mở thao tác rất là nhẹ nhàng trơn tru luôn. Đấy, thao tác mở nhẹ nhàng trơn tru. Đó, và cái đây là cái phần kẹp này. Ngàm mở, ngàm kẹp ok luôn. Đó, đây là phần đe. Đấy, đây là một con sản phẩm đây. Hàng thì trên hộp các bác nhìn thấy cũng rất là đẹp rồi, và trong thực tế thì bên trong cũng rất là ok luôn. Đấy, đây thực tế đấy, à bên vỏ hộp đây còn thực tế đây, rất là đẹp luôn nhá. Hàng chuẩn như trình hình luôn các bác nhá. Giá thì của nó thì em báo giá luôn lên mã em sẽ là sản phẩm là cái kẹp Eto Asahi. Đấy, bên em đang bán một cái cây kẹp Eto này với giá sẽ là đi kẹp Eto này với giá sẽ là đi 190.000 thôi. 190k cho một cái cây kẹp Eto của Asahi này. Đấy, các bác mua về dùng để kẹp đồ nhà mình, gia đình nhà mình có con này dùng tiện. Đó, 190k nhá, vào việc luôn. Đấy, con thông số nó đây sẽ là 60mm nhá, 60mm 190k một cây.